Chương 1700, trận pháp chảy ra, dùng một chút dấu vết trận pháp để lại làm cơ sở, Sở Nam dốc hết tâm huyết suốt 3 canh giờ, cũng chỉ đem cái nghiên di động mảy may, còn để lấy mực thạch thì còn kém rất xa. Cái này còn không phải ác liệt nhất, ác liệt nhất chính là Sở Nam hiện tại không đường có thể đi, Sở Nam tại bên trong cột sáng lấy được trận pháp, giống vậy là một giọt nước trong biển rộng vậy. Sở Nam trong ánh mắt lộ vẻ vẻ suy tư, nếu như vậy tiếp tục ở đây 10 năm 8 năm, chạy không thoát khỏi thư phòng nếu như ngày khác thì hắn cũng không vội vã phá trận, mà ở đây bế quan tĩnh tu tăng lên tu vi, nhưng ta đáp ứng điện chủ muốn tham gia thi đấu, càng muốn đi cấm biển sương mù, cho nên, nhất định phải nghĩ ra biện pháp, đi ra khỏi thư phòng mới được. Đang ở bên trong trận pháp, lại không biết chung quanh đến cùng bảy cái trận pháp gì, ta trước thăm dò trận pháp phân bố mới được. Sở Nam không hề từ trận pháp ra tay, mà là suy nghĩ có thể từ vũ kỹ tìm chút đột phá hay không. Năm ngón tay Sở Nam, năng lượng minh mông tuôn ra, sau đó hắn quát cầm long sở nam đem mực thạch cầm đến cái mực thạch này thật không có như cánh cửa kia trực tiếp run run đem năng lượng sở nam làm cho tan biến tại vô hình bất quá đối với sở nam mà nói nó hơi run run như vậy đã là một cái vui mừng rất lớn rồi bởi vì sở nam từ nơi này nhìn ra một ít trận pháp cầm long cầm long cầm long trong thư phòng tiếng quát không ngừng sở nam hoàn toàn không để ý đến năng lượng của mình hao tổn đánh ra vũ khí cầm long cứ như thế sau đó sở nam đem toàn bộ trận pháp trên đá khác ở trong đầu. Lúc này sở nam thở vào một cái, hắn chưa từng có nghĩ tới, ở trên vách đá này có thể dung nạp ngàn vạn trận pháp như vậy. Hắn không biết trận pháp này làm như thế nào phân bố được như vậy, lúc này cũng chỉ có thể tìm phương hướng. Sau khi ghi nhớ tất cả trận pháp trong đầu, sở nam thầm nghĩ. Nếu đem những trận pháp này phá giải, cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian, hơn nữa, những trận pháp này không phải một mình tồn tại, mà là liên hệ lẫn nhau, hay là đem kinh mạch thử một lần, từ ngàn vạn trận pháp suy diễn ra một con đường, có thể có biện pháp phá giải. Lập tức, Sở Nam xuất ra sa bàn, đem trận pháp này coi như là kinh mạch bắt đầu suy diễn, suy diễn kinh mạch đối với Sở Nam mà nói, có thể nói là lại quen thuộc quá rồi. Một cái trận pháp, một đường kinh mạch, trong kinh mạch tìm đường, trong trận pháp phá trận. Không có tốn bao nhiêu thời gian, Sở Nam trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hắn cảm thấy dễ dàng mở ra một con đường tuy nhiên con đường này còn chưa có hoàn toàn đả thông nhưng sở nam đã thấy được lối ra ba canh giờ về sau sở nam thét lên thành sở nam đứng lên vẻ vui vô cùng dựa theo suy diễn đã tìm ra con đường phá giải trận pháp con đường này cụ thể có thể thành hay không xem rồi hãy nói theo tiếng nói sở nam đã đem vách đã nâng tại không trung trên đá lóe ra một tầng lưu quang cử động làm ra rồi sở nam lại không có chút được gánh nặng cảm giác mà cảm thấy quá nặng hơn sức nặng vô cùng, vớ sư xê mạnh của sở nam bây giờ có thể làm cho hắn cảm giác được sức nặng như vậy, rất là hiếm có, đổi một người khác, chỉ sợ trực tiếp áp thành thịt vụn rồi. Cái trận pháp này điệp ra áp xúc vì sao nặng như thế? Sức nặng này, có chừng nặng 7 800 ngàn cân. Sở nam chăm chú nhìn mục thạch, dùng trận pháp ngưng tụ thành cử thạch, có thể thành cái gì? Mang theo rất nhiều nghi vấn, sở nam đem mực thạch nằm ở bên trong nghiên mực, sau đó bắt đầu nghiền nát, Sở Nam lo lắng trở thành sự thật rồi, Mực Thạch cũng không có ra mực, ở bên trong Nghiên Mực rỗng tuếch. Mực Thạch là trận, Nghiên Mực cũng là trận, hẳn là cái Nghiên Mực này cũng cần phá giải. Sở Nam lập lại chiêu cũ, đối với Nghiên Mực sử dụng vũ khí Cầm Long, Nghiên Mực so Mực Thạch càng khó phá giải, Sở Nam bỏ ra thời gian nửa tháng mới đương Nghiên Mực trận pháp hiểu rõ, kế tiếp, theo phương pháp suy diễn kinh mạch, tìm đường phá trận. Điều làm cho Sở Nam cảm giác được ngoài ý muốn chính là cái lối suy diễn này nghiên mực thậm chí có sáu con đường loại tình huống này sở nam chưa từng có nhìn thấy qua nhưng dựa theo kinh mạch tính toán mà nói sáu con đường này đều thông đều có thể thực hiện được nghi hoặc sở nam tùy tiện tìm một con đường phá giải sau đó đem mực thạch nghiền nát xuống kết quả vẫn không có nước mực đi ra không đúng sở nam thay đổi một con đường tiếp tục nghiền nát vẫn chưa được thẳng đến sở nam thay đổi con đường thứ tư đem nghiên mực trận pháp phá giải mực thạch nghiền nát xuống dưới lập tức một giọt mực đen nhẻm óng ánh xuất hiện tại bên trong nghiên mực mực nước cuối cùng đi ra mới bắt đầu sở nam nhìn thấy cái mực nước kia chính là một cái mực nước có thể trong mắt lập lòe hào quang mực nước rõ ràng là trận pháp lần lượt trận pháp theo dưới đáy mực thạch đổ xuống sau đó nếu như mấy giọt nước đụng cùng một chỗ hợp lại làm một trận pháp đem dung hợp lại hình thành trận pháp mới giống như hạt giống chui từ dưới đất lên giống như hoa nở lại hoa rơi giống như thương hải biến tang điền Mọi việc cảm giác như thế, mãnh liệt vô cùng, sở nam hoàn toàn bị hình ảnh trước mắt làm cho chấn kinh rồi, hắn sửng sờ đứng ở tại chỗ, chỉ là ngơ ngác nhớ kỹ. Trận pháp cũ, trận pháp mới, trận pháp chết đi, trận pháp mới sinh, những trận pháp này có hồn sao? Nếu không có hồn, trận pháp làm sao có thể tự động tạo ra, tự động biến hóa, nếu như không có hồn, vậy là cái gì thúc đẩy trận pháp? Bỗng dưng, sở nam dâng lên một cổ xúc động mãnh liệt, muốn đem những nghi vấn này phá giải, bởi vì hắn nghĩ đến, nếu loại trận pháp biến hóa này vận dụng tại trong thực chiến một chiêu đánh ra ngoài chiêu thức chính mình phát xanh biến hóa trên người đối thủ không chỉ có riêng là đối thủ trở tay không kịp mà rất có thể là chiêu chí mạng sở nam trong nội tâm phát ra chiến ý mãnh liệt nồng đậm ta muốn chinh phục hết thảy chinh phục tất cả trận pháp muốn khiến cái trận pháp này khiêu vũ tại bên trên đầu ngón tay của ta chương một nghìn bảy trăm linh một trận chi uy lực đã có kinh nghiệm lần trước bút lông cũng dựa theo phương pháp như mặc thạch nghiền đài vũ ký cầm long xác minh phân bố trận pháp, hóa trận pháp làm kinh mạch, mở đường, bày trận, chỉ có điều bút lông phiền phức hơn hai thứ trước nhiều lắm. Chẳng những chỉ cán bút cây bút lông kia, ngay cả lông bút có rất nhiều trận pháp, thậm chí là mỗi sợi lông có rất nhiều trận pháp. Lượng công việc tuy lớn, nhưng công sức không phụ lòng người, sau thời gian nửa tháng, sở nam rốt cục đã phá giải toàn bộ trận pháp trên bút lông, sau đó cầm bút lông ở trong tay. Chỉ có điều, bút lông sau khi được phá giải chỉ vẹn vẹn còn chín đường, Chín đường, có có một đường thích hợp với mực nước, sở nam không vội vã thử nghiệm, mà nhìn về phía giấy. Giấy này có mấy đường, đường mà bút lông thích ứng với mực nước liệu có thích ứng với giấy này hay không? Mặc thạch tương xứng nhiên mực mới có thể tạo ra mực nước, vậy hẳn là tất cả phải phù hợp với giấy mới có thể viết chữ, huống hồ chữ trận cũng không phải là tùy tiện có thể viết ra. Sở Nam bắt tay vào phá giải trận pháp trên giấy, trận pháp trên giấy coi như dễ phá giải, chỉ tốn thời gian 20 ngày, Sở Nam suy diễn ra ba đường, cũng không tính quá nhiều. Dựa theo ba đường này, sẽ có ba loại kết quả bất đồng, tương đương với ba loại giấy khác nhau. Giống như đi đường vậy, vào một con đường, đi một lúc thì gặp ngã ba, sau đó tiếp tục lại có ngã ba, giống như là vô cùng vô tận. Sắc mặt Sở Nam ngày càng ngưng trọng, sáu đường, chín đường, ba đường đối với hắn căn bản không là gì, nhưng hắn cảm thấy không đơn giản như vậy. Tuy rằng trận pháp này đối với người bình thường đã là một nan đề cực lớn, rất có thể tốn thời gian cả đời cũng không phá giải được nhưng trong lòng sở nam mơ hồ có cảm giác mọi việc không thuận lợi tới vậy. Quả nhiên là thế, mặc thạch có thể tạo ra mực nước, mực nước có thể thấm ướt bút lông, bút lông có thể viết ra chữ, nhưng cửa thư phòng lại không thể mở được. Do trong lòng sớm có dự cảm, sở nam cũng không thất vọng với kết quả này, quan trọng hơn là thời gian thất vọng hắn cũng không có, trong nháy mắt đã trôi qua 3 tháng, rất có thể ngay cả chư điện thi đấu cũng không tới kịp, còn không rõ đám người cử vũ, hành lão sao rồi. Cửu vũ vẫn còn đang ở trong mảnh ruộng kia, vô kế khả thi, hắn nghiên cứu về kiến rất sâu, nhưng nghiên cứu về trận lại không sâu. Hắn chỉ có ý nghĩ duy nhất, kiếm của ta có thể chém vạn vật, ta không tin không thể phá trận ruộng này. Bởi vậy, cửu vũ cần cù tế kiếm ra chảm, uy lực càng lúc càng lớn, cảm mộ càng ngày càng sâu với thứ ẩn chứa trong kiếm, thậm chí có thể cảm giác được sự hiện hữu của nó, nhưng cảm giác này thỉnh thoảng mới có, rất khó gặp được. Hành giả còn đang đối đầu với bàn cờ tàn kia, sắc mặt tái nhợt khóe miệng rớm máu thời gian dài như vậy hắn chỉ triển khai được một con cờ đi được một bước hắn không dám đi bước thứ hai đi quân cờ thứ hai bởi hắn cảm giác được bất luận đụng tới quân cờ nào đi nước nào đều là đi vào đường chết mà cảm giác tử vong này luôn là những cách thức khác nhau ví dụ như chết cháy thây băm vạn mảnh đan biển nổ tung điện chủ ở trong phòng bếp loay hoay cắm cụi những nguyên liệu nấu ăn nồi niêu song chảo môi bát thìa dĩa có thể đụng lửa cũng có thể cháy nhưng hắn xào thức ăn vẫn sống dù thế nào cũng không quen thuộc chiến thần ngược lại không phiền toái như vậy hắn điên cuồng vung côn nện không thèm nhìn tú hoa châm một cái chỉ có điều hắn bị thương càng ngày càng nặng thậm chí chiến thần cảm thấy những thương tổn này do chính bản thân mình tạo ra thường danh ca vẫn còn đang đánh đàn hiện giờ đã tới tình trạng đánh một canh giờ phải nghỉ chín canh giờ đánh hơn trăm hồi thử hơn trăm lần cũng không bỏ qua ngọn núi cao ba nghìn mét này về sau hắn cũng giống như sở nam phá nổi trận, chỉ có điều hiệu quả quá mức nhỏ bé, hắn chỉ đi được 10 mét. Đội ngũ khác cũng rất bi kịch, Hồ Vi Hạo đừng nào sinh ra lửa, ngay cả một gốc cây cũng không chặt đứt, tuy rằng hắn bố trí ra vô cực sát trận, nhưng với chút tri thức trận pháp đó căn bản là không đủ dùng. Phu xà càng thêm phiền muộn, bản thân hắn chán ghét trận pháp, giờ phút này như sắp pháp điên rồi. Trận này giống như mê cung, đi thế nào cũng không ra được, hắn chỉ có thể dùng lực phá trận, làm vậy quả thực có tác dụng, có thể bị phá vỡ, nhưng đó chỉ là một góc của núi băng điều này không phải là thứ khiến hắn phiền lòng nhất điều phiền lòng nhất chính là bí pháp hắn thi triển chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định hiện tại hắn cưỡng ép thực lực tăng lên mới có thể làm vậy nhưng theo thời gian trôi qua thời gian của bí pháp cũng đã gần hết thực lực của hắn chậm rãi giảm xuống nếu trong vòng một năm mà không xông ra được vậy hắn quả thực là trộm gà không thành còn mất nắm gạo bí pháp khẳng định sẽ gắn trả đến lúc đó đừng nói là giết sở nam ngay cả tự bảo vệ bản thân hắn cũng không làm được Hồ Vi Hạo quỳ xuống đất gọi hắn là chủ nhân cũng có thể dễ dàng kết liễu hắn. Thiên tử thủ hạ thì cùng lúc chém giết với chín con ngựa, hắn có thể ngăn cản 6 con ngựa đầu, nhưng không ngăn nổi ba con còn lại. Lôi nhụy ngược lại đang khắc đá, dường như đã tìm được phương pháp, say xưa vào trong đó. Bội tư ngọc cũng đắm chìm trong luyện đan, trịnh vĩ tán thì khóc khóc ra nước mắt, tình huống của hắn tương tự với sở nam, cũng giấy cũng bút, chẳng qua là một người viết chữ, một người vẽ tranh, chỉ có điều hắn tốn hết khí lực mới chỉ cầm nổi bút lên. Khi đám người sở nam cấp tốc phá trận, có không ít người đi vào cột sáng, sau đó biến mất trong cột sáng. Trong số đó có cả ba tên trưởng lão và 36 đệ tử đến từ đại môn phái, bọn chúng không đồng thời tiến vào, mà chia ra, chỉ có ba vị trưởng lão cùng lúc tiến vào trong trận. Bởi vì thực lực ba vị trưởng lão này rất mạnh, ngũ trưởng lão lại là cao thủ trận pháp, khi phá trận vô cùng thuận lợi, giống như ăn cơm, uống nước, đi đường, tu luyện vậy gặp núi phá núi gặp sông bắc cầu đương nhiên còn có nhiều kẻ có kết cục bi thảm hơn trực tiếp bị chết trong trận cùng lúc đó thiên tử mang theo tiểu tinh và đám tộc nhân thỏ ngọc tiến vào hoang cổ nguyên thiên tử nói sở nam ở khu vực này tiểu tinh không nhịn được vô cùng kích động như nhan có chút hoài nghi thiên tử cũng không nhịn được sao động hơn nữa trải qua những việc kia chứng kiến được biểu hiện của thiên tử lòng nghi ngờ của như nhan cũng đã giảm xuống đương nhiên sở nam không biết những việc này Hắn đang tìm kiếm từng phân từng tất cả thư phòng, trong đầu suy nghĩ, liệu có phải phá giải tất cả các thứ trong thư phòng? Trận pháp tạo thành đồ vật, nếu theo một cấp độ nào đó mà nói thì đều là hư, nhưng căn cứ vào tình hình hiện giờ có lẽ lại là thực. Khi bình thường viết chữ trong thư phòng sẽ chịu ảnh hưởng gì? Chương 1702, trận hồn sao? Bàn trong thư phòng là dễ phá trận nhất, nhưng là cửa này, tường này dù làm thế nào cũng không phá được, cho dù là cửa, tường không hấp thu lực lượng nhưng muốn dùng cầm long phá giải toàn bộ không biết muốn tới năm tháng nào mới xong. Hơn nữa vách tường khổng lồ như thế, cũng không dễ dàng mở đường giống như nghiên mực, bút lông, chỉ riêng suy diễn cũng đã tốn rất nhiều thời gian. Sở Nam nhìn lướt qua, tiếp tục nói, vậy cũng chưa tính, điều khiến người ta lo lắng nhất chính là mỗi chỗ đều có vài con đường, sai một chỗ là sai tất cả độ khó vì vậy cũng không chỉ bay lên một cấp bậc. Trận tông khảo nghiệm người là khảo nghiệm vậy sao? Cho nên khẳng định phải có đầu mối, chỉ cần bắt được đầu mối chính kia, vậy mọi việc sẽ được giải quyết dễ dàng. Sở Nam suy tư rất nhiều, cuối cùng tập trung vào chữ trận. Rốt cục trong chữ trận kia là cái gì? Sở Nam nhấc bút, chấm mực ở nghiên, trong đầu suy nghĩ lại một lần, đưa bút viết từng chữ trận liên tiếp nhau, mặc dù không có ích, nhưng chữ trận kia lại biểu hiện ra điểm khác thường chợt có chợt không. Thời gian dần qua, Sở Nam nghĩ tới đây không chỉ là chữ trận đơn thuần, mở rộng ra, trận có ngàn ngàn vạn, trận khác nhau có tác dụng khác nhau, phát huy thành những công hiệu khác nhau. Trận có thể khiến con người đạt được thành tích, cũng có thể hủy diệt con người, chẳng phải trận tông cũng như vậy sao? Trận có hồn, hồn cũng không giống nhau. Trận hồn sinh từ băng hỏa trận chính là để vây khốn tồn tại như vạn trận lão tổ. Giả sử trong căn phòng này, chữ trận kia có hồn, vậy nó là vì gì mà tồn tại? Nếu ta khiến trận sinh hồn, vậy sẽ sáng tạo ra hồn dạng gì? Vừa hỏi điều này, nghịch ý trong cơ thể sở nam trào dâng cuồn cuộn. Nghĩ tới muốn nghịch những tồn tại cường đại kia, nghịch ý càng nồng đậm. Cùng lúc khi sinh ra nghịch ý, bút lông trên tay muốn viết ra chữ trận lại biến thành một chữ nghịch. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là chữ nghịch không bị tản đi như chữ trận. Chỉ có điều Sở Nam không chú ý tới, hắn trầm mê vào suy nghĩ, càng ngày càng tập trung, liên tiếp viết xuống từng chữ nghịch chồng chất lên nhau, chữ nghịch tỏa ra ánh sáng ngày càng mạnh hơn. Không biết nghịch ý trận hồn của ta khi nào mới ra đời. Sở Nam thổn thức một tiếng, cúi đầu nhìn xuống lập tức trông thấy chữ nghịch đang tỏa sáng hắn không khỏi giật mình ta viết chữ nghịch trên giấy tại sao chữ nghịch này vẫn còn tồn tại khi sở nam còn đang kinh ngạc hắn vẫn chứng kiến chữ nghịch trên giấy như cử động như chào hỏi khi hắn tập trung suy nghĩ thì lại không cảm thấy có chút biến hóa nào chữ trận không thể viết chữ nghịch lại ghi ra không gió mà lại động không nước lại gợn sóng chữ nghịch sao có thể động sở nam nhìn chằm chằm vào chữ nghịch lại phát hiện ra hào quang trên đó càng lúc càng mờ nhạt Nhíu mày suy tư một chút, Sở Nam tiếp tục cầm bút lông, chấm mực, viết chữ nghịch. Nhưng vẫn như trước, hào quang không những không tăng, ngược lại còn giảm nhanh hơn. Vừa rồi lòng ta sinh nghịch ý, Sở Nam tiếp tục viết chữ nghịch, để nghịch ý tuôn ra, quả nhiên hào quang lại mạnh hơn. Chỉ có điều đẹp tươi thường ngắn ngủi, sau vài canh giờ Sở Nam phát hiện cho dù sinh nghịch ý nhưng cũng không có bao nhiêu tác dụng, hào quang lại tiếp tục suy yếu. Điều này giống như chữ nghịch dùng nghịch ý của Sở Nam để sống. Nếu Sở Nam không thể cung cấp nghịch ý càng lợi hại hơn, vậy nghịch ý cũng không phát triển. Thật sự là kỳ quái. Di tích trận tông trong thư phòng, Sở Nam dễ dàng nghĩ tới trận pháp, hắn lại một lần nữa viết chữ trận, giống trước, chữ trận biến mất, chỉ có điều Sở Nam cảm giác lần này không giống với những lần trước, kiểu như là chữ trận bị chữ nghịch ăn hết, dung hợp vào nhau. Sở Nam điên cuồng viết chữ trận, sau mấy vạn chữ, Sở Nam đã khẳng định suy đoán của bản thân, chữ trận bị chữ nghịch ăn chữ nghịch tại sao lại ăn chữ trận? Sau vài lần tự hỏi, trong đầu sở nam dâng lên cảm giác mãnh liệt, trong lòng chấn động, vội vàng gọi địa luân bàn hồn, hỏi. Tiểu đệ, người có cảm thấy khí thức của hồn hay không? Một lúc lâu sau, giọng địa luân bàn hồn vang lên trong đầu sở nam. Đại ca, ta không cảm giác được, không có sao, sở nam có chút thất vọng, hắn cho rằng trong lúc vô tình mình đã tạo ra trận chi hồn, nhưng không ngờ đó chỉ là hắn cho rằng vậy mà thôi trận hồn sao có thể dễ dàng sinh ra như vậy muốn tạo liền tạo được vậy trận hồn trên đời sẽ không ít như vậy đang tự trào phúng lại nghe thấy địa luân bàn hồn lên tiếng đại ca rốt cuộc tình hình như thế nào lập tức sở nam không chút giấu giếm kể đại khái mọi chuyện cho địa luân bàn hồn nghe nghe xong địa luân bàn hồn cũng lâm vào trầm tư đúng lúc khi sở nam muốn tiếp tục phá giải trận pháp thì địa luân bàn hồn lên tiếng tình huống này có vài phần quỷ dị đại ca không bằng ngươi tiếp tục cho chữ nghịch kia ăn thật nhiều, xem nó là trận hồn gì. Ăn nhiều trận hơn nữa, quá nửa là trận hồn đản sinh, giống như ta vậy, ta ăn pháp bảo, ăn pháp bảo chi hồn. Chữ nghịch cắn nuốt trận pháp, sở nam lặp lại, mực nước kia thuần túy là trận pháp, chữ nghịch nuốt chữ trận, có phải chính là ăn trận pháp trong đó hay không? Sở nam không do dự lâu, chỉ sau mấy hơi thở liền nói. Đúng là có thể thử một lần, trận chi hồn không ăn trận pháp thì ăn cái gì? thế nhưng trận pháp ở đâu cho nó ăn, đại ca thử viết lên giấy một lần xem, được, sở nam lập tức vẽ trận pháp, trận pháp vừa rồi hắn phá giải mặc thạch, nghiên mực được vẽ ra, cũng giống như chữ trận, vừa xuất hiện liền biến mất không thấy đâu. Chứng kiến như vậy, sở nam cảm thấy ngày càng có hy vọng. Bởi vậy sở nam vẽ ra càng nhiều trận pháp hơn nữa, tất cả những trận pháp bên trong cột sáng, trận pháp vạn trận lão tổ dậy, trận pháp bản thân thu thập được, còn có cả tinh thần trận, nói chung là tất cả những trận pháp trong đầu sở nam đều được vẽ lên giấy. Cứ như vậy, một tháng thôi qua, hàng nghìn trận pháp vừa hiện lên đã biến mất không chút dấu vết, bị chữ nghịch cắn nuốt mất. Mà hào quang chữ nghịch phát ra càng thêm sáng, đã tới mức chói mắt. Hơn nữa nó còn khiến sở nam cảm thấy sắp ngưng tụ. Điều khiến sở nam kinh hỉ nhất chính là dưới ánh sáng của chữ nghịch, sở nam có thể trông thấy rõ ràng trận pháp cấu tạo lên cái bàn kia, giống như là một mỹ nhân lõa lồ trước mặt hắn chương 1703, trận chiến hiện hai chữ chém giết, trận như Mỹ nhân cởi dây áo, mặc cho quân ngắt. Sở Nam ngẩn người nhìn trận phát hiện lên rõ ràng trước mắt, có phần không quen. Lúc trước hắn tốn trăm cây nhìn đắng mới có thể nhìn thấu được một hai, tiến tới nhìn lén toàn cảnh. Nhưng hiện tại dưới hào quang của chữ nghịch liền trông thấy dễ dàng, cảm giác này giống như trong ngàn ngàn tỷ người không tìm thấy được thần nữ, cuối cùng đột nhiên nàng lại chủ động xuất hiện trước mặt, lao vào trong lòng. Tuy trong lòng khiếp sự, nhưng sở nam đang điên cuồng ghi nhớ những trận pháp kia vào trong đầu trăm trận ngàn trận vạn trận đồng thời hắn vẫn đang suy nghĩ hào quang chữ nghịch có thể chiếu lộ ra trận pháp tiến hóa hơn trước không ít nếu tiếp tục tiến hóa liệu có thể trực tiếp phá trận hay không tình hình hiện giờ cũng giống như với năng lực tiêu hóa của tiểu hài tử khi ăn thịt chỉ có thể ăn thịt chín không thể ăn thịt sống nhưng ngày càng lớn lên thì có thể ăn được nếu thực sự có thể tiến hóa tới mức đó sở nam nghĩ tới chỗ chỗ tốt kia không khỏi kích động trong lòng. Sau khi nhớ kỹ tất cả trận pháp trên mặt bàn, chân bàn, không có chút trì hoãn, sở nam bắt đầu suy diễn các đường trên bàn. Những kinh mạch, huyệt khiếu xuất hiện, phá giải trận pháp khiến năng lực suy diễn của sở nam được rèn luyện rất nhiều, tuy nói chưa đạt tới đỉnh cao nhưng cũng tuyệt đối là dày công tôi luyện, trong trận pháp như bầu trời đầy sao tìm được cửa khẩu đột phá. Ngay lập tức, một đường phá giải, thế như trẻ tre, gần tới hai canh giờ, bốn đường trận pháp trên bàn đã được mở ra, bị phá giải. Sở Nam không chút lo lắng tình huống không tương xứng với những đường khác, tiếp tục phá giải tất cả những trận pháp trong bốn đường đó. Sau đó, Sở Nam vẽ toàn bộ trận pháp trên bàn lên giấy, mỗi lần vẽ chữ nghịch liền lập tức cắn nuốt, rất nhanh, trận pháp ẩn chứa trong chiếc bàn đã bị cắn nuốt sạch sẽ. Đúng lúc này, hào quang chữ nghịch tỏa ra lại mở rộng hơn trước, phạm vi 5m xung quanh đều bị hào quang bao phủ, lập tức trận pháp trên mặt đất hiện ra tuy rằng sở nam khi trước đã kiến thức được sự lợi hại của những trận pháp này nhưng khi nhìn trận pháp trùng trùng điệp điệp tạo thành một đường chẳng khác nào một cục gạch vẫn không khỏi sợ hãi thán phục đồng thời hắn ghi nhớ suy diễn phá giải trận pháp vẽ trận pháp cung cấp cho chữ nghịch cắn nuốt cắn nuốt càng nhiều trận pháp chữ nghịch tỏa ra hào quang ngày càng mạnh mẽ phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng chỉ vài ngày toàn bộ mặt đất thư phòng đều đã bị sở nam thông đường phá giải sau đó phục chế cung cấp cho chữ nghịch cắn nuốt mặt đất bốn phía vách tường nóc nhà đều bị chiếu xạ, trận pháp hiện ra, chỉ còn nguyên cửa phòng là vẫn như trước. Thời gian 5 ngày, sở nam giải quyết xong toàn bộ bốn phía vách tường, lại 3 ngày, nóc nhà bị công phá, hào quang của chữ nghịch càng thêm trói mắt, chữ còn bắt đầu nhúc nhích, tựa hồ đã có được tính mạng. Tuy rằng những nơi khác đều đã bị phá giải nhưng sở nam vẫn không thể đi ra, hắn hiểu rõ điểm mấu chốt chính là cánh cửa kia, mà nhân tố quan trọng nhất chính là chữ trận. Đi một vòng, cuối cùng lại quay về chữ trận. Đối với thế cục như vậy, sở nam không có chút nhíu mày, ngược lại chiến ý rào rạt. Sau khi phá giải nhiều trận pháp như vậy, sở nam cảm mộ chữ trận kia sâu hơn không ít, những điểm mơ hồ khi trước giờ trở nên rất rõ ràng. Sở nam tiếp tục lấy mực thạch, mài mực, lúc này mới phát hiện mặc thạch mài ra không ít mực nước trong nghiên, không hề thiếu thốn chút nào, giống trước như đúc. Tưởng tượng một chút, mấy trận hình lóe lên trong đầu, sở nam dễ dàng hiểu được. Bút lông chuyển, chữ trận hiện, một nghìn chữ trận ban đầu sở nam chỉ thuần túy viết chữ trận, sau một ngàn chữ này sở nam mới dùng trận pháp để ghi chữ trận, cứ như vậy liên tiếp không ngừng, sau khi viết mấy chục vạn lần, chữ trận ghi ra không lập tức biến mất không chút tâm hơi, sau khi biến mất quá nửa vẫn còn dư lại một phần, chỉ có điều về sau cũng bị chữ nghịch cắn nuốt mất. Nhưng điều này nói lên sở nam đã nắm giữ toàn bộ nắm giữ trận pháp, lòng tin của sở nam bành trướng gấp đôi. Đồng thời chữ nghịch chấn động càng thêm kịch liệt, giống như muốn thoát khỏi tờ giấy. Sau trăm vạn chữ trận, nhiều hơn một nét ngang. Sau ngàn vạn chữ trận, nhiều hơn một nét nghiêng, sau một ức chữ trận, chỉ còn nét sổ là chưa nắm giữ. Một nét sổ cuối cùng khó khăn hơn trước gấp trăm ngàn vạn lần, Sở Nam viết đã vượt qua 300 triệu chữ nhưng cũng chưa thể ngộ ra. Còn thiếu thứ gì? Trận pháp trong thư phòng ngoại trừ cánh cửa kia thì đều đã dùng hết, một nét sổ cuối cùng viết như thế nào? Tuy rằng hào quang của chữ nghịch đã chiếu sáng cửa thư phòng, nhưng trận pháp ở trên không hiện ra chút nào, Sở Nam vừa viết trong đầu nghĩ tới nét sổ kia, lúc lại nghĩ tới cánh cửa thư phòng. Một sổ, một cửa, một sổ, một cửa, cứ tuần hoàn như vậy, chợt một cửa, một sổ giống như sao băng va chạm địa cầu, nét sổ hóa cửa, cửa hóa nét sổ, Sở Nam toàn thân chấn động. Nét sổ kia chẳng phải là cửa sao? Vậy cửa phòng liệu có phải là nét sổ? Không phân tích được cửa phòng, vậy ta liền coi cửa phòng là một chỉnh thể thử xem. Ánh mắt Sở Nam tập trung lên cửa thành, tinh thần hào quang và thập sắc quang mang cùng hiện lên. Bút lông trong tay chuyển động, đại bộ phận chữ trận đều một lần là xong, chỉ khi đến nét sổ kia, bút lông trong tay sở nam mới chỉ trệ một chút. Sau đó, trong đầu sở nam dần dần hiện lên cảnh cửa kia, bút lông kéo xuống, nét sổ xuất hiện. Chữ trận thành, sau khi kéo xong nét sổ, chữ trận đại thành, toàn thân sở nam giật một cái, giống như có mọt đồ vật yếu ớt tiến vào trong não hắn, có một loại liên hệ mờ nhạt như có như không. Sở nam không suy nghĩ mà chỉ nhìn về phía cửa thư phòng chỉ thấy lúc này hào quang bên trên mãnh liệt, không phải hào quang chữ nghịch bao phủ mà là hào quang của chính cửa phòng. Theo trận pháp bên trên cửa phòng xoay tròn, toàn bộ thư phòng bắt đầu xuất hiện thay đổi. Có biến hóa không chỉ là thư phòng mà còn có cả chữ trên giấy. Một chữ trận, một chữ nghịch, chữ trận không biến mất mà lại xông tới chữ nghịch, giống như hai người đang đánh nhau. Chỉ có điều chữ nghịch đang chiếm chút thượng phong, nhưng mà khi có hào quang trên cánh cửa chiếu vào, chữ trận giống như thăng cấp, thực lực tăng mạnh, đánh ngược lại, chèn ép chữ trận. Chứng kiến tình huống này, sở nam không chút do so dự vẽ ra trận pháp, cung cấp cho chữ nghịch cắn nuốt. Chữ nghịch do hắn sáng tạo ra, hắn không thể để nó biến mất, đặc biệt chữ nghịch còn có thể sinh hồn, coi như là chữ trận có quan hệ với trận tông cũng như vậy, đều là thuộc về nghịch của sở nam. chương 1704, trận chi nghịch hồn, sinh, có sở nam tương trợ, chữ nghịch như được hồi sinh. Nhưng cửa phòng cũng không đơn giản, kéo thư phòng biến hóa theo, khiến hai chữ ngang nhau, không phân cao thấp, nửa ngày cũng không phân ra kết quả. So sánh với trận tông, những trận pháp của ta thực sự là quá yếu. Sở Nam Dương mày kiếm, nhất định phải tìm được những trận pháp mới cung cấp cho chữ nghịch thôn vệ, khiến cho thực lực chữ nghịch tăng mạnh mới có thể nuốt được chữ trận. Nhưng mà đi đâu để tìm trận pháp đây? Đúng lúc này giọng địa luân bàn hồn vang lên, đại ca, cho nó ăn nhiều trận pháp một chút, ta cũng nghĩ vậy, nhưng những trận pháp ta biết rõ đều đã cho nó ăn, ăn lại hiệu quả không lớn. Địa lân bàn hồn nói, đại ta, ta còn biết một chút trận pháp, có thể trợ giúp tình huống khẩn cấp. Thật tốt quá, sở nam vừa dứt lời, trong đầu lập tức xuất hiện chừng trăm trận pháp. Sở nam vội vàng vẽ trận pháp ra cho chữ nghịch cắn nuốt, chữ nghịch lại bắt đầu chiếm thượng phong, nhưng nếu muốn hoàn toàn áp chế được chữ trận thì còn kém rất xa. Trận pháp địa luân bàn hồn đã dùng hết, ở đâu còn trận pháp mới. Trận pháp lợi hại, sở nam nghĩ vắt óc nhưng vẫn không thu được gì, những trận pháp có thể diễn sinh đều đã cung cấp cho chữ nghịch cắn nuốt hết một tiếng lại một tiếng trôi qua câu hỏi làm sao bây giờ vẫn vang vọng trong lòng sở nam tình huống lúc này giống như khi sở nam nhận được rất nhiều địa nguyên châu nhưng lại không thể phát huy hoàn toàn tác dụng của nó nghĩ tới địa nguyên châu sở nam đột nhiên nhớ tới một câu nói của cửu vũ không có phương pháp luyện đan chính mình sáng tạo ra một cái không được sao nhất thời toàn thân hắn chấn động không có phương pháp luyện đan có thể tự nghĩ ra vậy nếu không có trận pháp chẳng phải là cũng có thể tự nghĩ ra hay sao? Nghĩ vậy, sở nam lập tức suy nghĩ trận pháp mới, nhưng trận pháp nói sáng tạo là có thể sáng tạo ra sao? Đặc biệt vào thời khắc này, sở nam theo phản xạ nghĩ tới chính là vũ ký, vũ quyết, binh pháp, kinh mạch. Muốn hóa tất cả thành trận pháp để cho chữ nghịch cắn nuốt. Cứ như vậy, sở nam lần the dấu vết, hắn chỉ cần căn cứ phương thức công kích, kinh mạch vận hành của những vũ khí kia, sau đó dựa theo trận pháp bố trí, về phần có được hay không thì thử qua mới biết được rất nhanh vũ khí loan phong cương chảm được sở nam bố trí thành trận pháp cho chữ nghịch cắn nuốt sở nam chăm chú nhìn trông thấy hào quang mạnh hơn một chút liền minh bạch trận pháp có ích kế tiếp sở nam liền biên cuồng sáng tạo kinh thiên nhất kích đạp thiên cửu bộ cung lực quyền chạm thất tình chảm lục dục đều hoàn thành từng bước từng bước hóa thành trận pháp hòa tan vào chữ nghịch cắn nuốt rất nhiều vũ khí hóa thành trận pháp ưu thế của chữ nghịch trở lại ba phần nhưng chữ trận vẫn còn đang điên cuồng phản công lập tức sở nam hóa vô quyết thành trận pháp vô kỹ hóa thành trận pháp được vậy vũ quyết khẳng định cũng không ngoại lệ sở nam chuyển hóa vô quyết đầu tiên chính là càn khôn cửu chuyển để cửu chuyển vẫn chưa tu luyện thành nhưng tám chuyển đằng trước hoàn toàn không có vấn đề gì bỏ ra thời gian nửa canh giờ trận pháp tám chuyển đã thành chữ nghịch lập tức cắn nuốt hai mắt sở nam lóe lên hào quang hắn có thể thấy rõ hào quang của chữ nghịch mạnh hơn trước không ít nói đúng hơn là mập hơn không ít Càn khôn cửu chuyển mạnh tới vậy, sở nam bỗng dưng nhớ lại tình hình khi chuyển hóa vũ kỹ thành trận pháp. Hình như vĩ kỹ càng mạnh, trận pháp hóa ra uy lực cũng càng lớn, chỉ có điều không quá rõ ràng. Vậy còn vũ quyết, nghĩ vậy, sở nam bắt đầu chuyển hóa diễm hỏa quyết. Diễm hỏa quyết là vũ quyết vỉa hè sở nam tu luyện khi kinh mạch toàn thân đứt đoạn ở bạch gia thôn, phẩm cấp cực kỳ thấp kém. Sau 10 phút, sở nam hóa ra trận pháp diễm hỏa quyết, chữ nghịch nuốt lấy, nếu nhìn qua thì cảm giác không có chút thay đổi gì, Quả nhiên là vậy, sở nam phát hiện điều này liền dễ xử lý hơn nhiều. Sinh tử quyết, thảo mộc quyết, các phố quyết cường đại liên tục hóa thành trận pháp dung nhập vào chữ nghịch, chữ nghịch tiếp tục lớn hơn, chữ trận chỉ có liều mạng chống đỡ, không còn thừa chút sức lực trả đòn. Đợi sau khi sở nam hóa toàn bộ vũ quyết hắn biết thành trận pháp, chữ trận ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, chỉ có thể liên tiếp lui lại. Sở nam thấy vậy, thầm nghĩ, chỉ còn kém một kích cuối cùng, một kích cuối cùng hóa thứ gì thành trận pháp đây vừa hỏi trong đầu sở nam liền hiện ra ba chữ nghịch càn khôn nhưng làm vậy có phần khó khăn bởi nghịch càn khô do sư phụ ma đạo tử lưu lại nếu nói hẳn ra thì không phải đã hoàn chỉnh mà đạo tử lưu lại phần lớn chỉ là phương hướng lý luận nghĩ tới đây trong đầu sở nam xuất hiện một cảm giác mãnh liệt muốn hoàn thành vũ quyết trí cao nghịch càn khôn hắn đặt ý nghĩ này trong lòng đối mặt với thế cục trước mắt nghịch càn khôn không giống khi trước khó mà hóa thành trận pháp nhưng kinh mạch trong cơ thể thân thể ngũ hành thần hồn của ta chẳng phải đều là nghịch càn khôn hay sao, thậm chí ngay cả ta cũng chính là nghịch càn khôn. Tưởng tượng như vậy, sở nam liền thông suốt, trận pháp có thể dùng kinh mạch để phá, vậy sao kinh mạch lại không thể hóa trận pháp? Huống hồ trong cơ thể ta còn bố trí trận pháp, ta thử bố trí 107 đường kinh mạch tự nghĩ ra hóa thành trận pháp thử xem. 107 đường kinh mạch, sở nam đã quá quen thuộc, chỉ tốn thời gian vài phút, 107 đường kinh mạch đã hoàn toàn biến thành trận pháp, chữ nghịch sau khi dung hợp, lập tức biến lớn, chữ trận đã quá yếu ớt bị bay tới gần, giống như là bị nuốt. Chữ trận lập tức biến mất, hóa thành đồ ăn cho chữ nghịch. Hai chữ chém giết, chữ nghịch toàn thắng, hoàn toàn cắn nuốt chữ trận, chữ nghịch nằm trên giấy đột nhiên đứng thẳng lên, đứng thẳng trước mặt sở nam, thân thể run run, sở nam cảm thấy chữ nghịch đang cười với hắn. Điều này, có ý thức, sở nam đại chấn, đột nhiên chữ nghịch kia nhảy lên người, bám vào ngực sở nam, hào quang sáng chói. Khi chữ nghịch nhiễm máu tươi của sở nam, trận pháp chữ nghịch từng cắn nuốt đột nhiên hiện rõ ràng trong đầu chữ nghịch giống như đang đâm chiêu suy nghĩ còn sở nam đều biết rõ tất cả chúc mừng đại ca địa luân bàn hồn vui vẻ nói đại ca nó không còn là một chữ hiện giờ nó đã có ý chí của đại ca nuốt máu tươi của đại ca sau khi dung nhập nhiều trận pháp như vậy nó cũng đã có tính mạng cũng chính là hồn chỉ có điều hiện giờ nó rất nhỏ yếu chỉ chờ nó lớn lên liền có thể giống như ta có thể nói chuyện với đại ca không nó căn bản không cần nói chuyện, nó do đại ca sáng tạo, nó suy nghĩ gì đại ca đều có thể hiểu rõ. Trận chi hồn, nghịch chi hồn, rốt cuộc ta cũng sáng tạo ra trận hồn. Sở Nam kích động không thôi, nhưng đột nhiên ánh mắt hắn run sợ, bởi hắn nghĩ tới một việc vô cùng quan trọng. Chương 1705, là nam hay nữ, một đá, một thư phòng, tinh thần khí, tinh, thần, khí. Sở Nam lẩm bẩm trong miệng, hắn nghĩ tới một sự tình quan trọng đó chính là tạo ra pháp bảo chi hồn. Trận chi nghịch hồn có thể tạo ra như vậy, còn pháp bảo chi hồn có thể làm cách này không? Cảm giác trận chi nghịch hồn bám trên ngực, sở nam nhớ lại từng chi tiết khi trận chi nghịch hồn sinh ra, sau vài lần, sở nam nói. Chịu nghịch ý của ta, tương quan với ý chí, ý chí ít nhiều cũng liên lụy tới tinh thần khí. Sở nam đã tìm được chút manh mối chuyện trọng kiếm sinh hồn, khi sắp đạt được thì giọng địa luân bản hồn vang lên trong đầu. Đại ca, hắn là nam hay là nữ? Hả, ngươi nói gì, sở nam có phần không hiểu nghi vấn hỏi đại ca tiểu đệ nói trận chi nghịch hồn là giống được hay giống cái hồn cũng chia nam nữ sở nam trợn trừng mắt nhìn địa luân bàn hồn kinh hãi hỏi đó là đương nhiên địa luân bàn hồn giọng điệu chê bai sở nam kiến thức nông cạn thí như như ta chính là nam cho nên đại ca gọi ta là tiểu đệ nếu ta là nữ thì ngươi có thể gọi ta là tiểu muội hoặc cô nàng rồi cô nàng sở nam giống như lần đầu tiên gặp địa luân bàn hồn địa luân bàn hồn lập tức phối hợp Đại ca, nếu trận chi nghịch hồn là nam, ta liền có nhiều hơn một vị huynh đệ. Nếu trận chi nghịch hồn là nữ thì, ha ha, tiếng cười của ngươi sao nghe dâm đáng vậy. Nào có, tiểu đệ vô cùng thuần khiết, tuyệt đối rất hồn nhiên. Ta thực coi thường ngươi, đúng thế, tình yêu của hồn, ngài sao có thể hiểu được. Ách, sở nam nặng im không nói gì, chỉ có điều đúng là hắn không biết trận chi nghịch hồn là nam hay nữ. Sở nam vỗ địa luân bàn hồn, nói, tu luyện thật tốt cho ta. Không được phép nghĩ ngợi lung tung, đại ca, thật oan uổng nha, tiểu đệ đúng là không nghĩ ngợi lung tung. Chỉ có điều nếu là nữ, ta là pháp bảo chi hồn, nàng là trận chi nghịch hồn, hai người chúng ta kết hợp, có thể dung hợp một chỗ vậy thì đại ca không cần khắc trận pháp trên người ta nữa. Hơn nữa, nếu đại ca muốn làm thì nhiệm gì, tuyệt đối không có điểm hại. Ngụy biện nhiều như thế làm gì, mau đi tu luyện, bằng không ta sẽ cắt năng lượng của ngươi. Ngàn vạn lần không thể. Địa Luân bàn hồn kêu lớn một tiếng giống như là mất đồ vật mình yêu mến nhất. Đại ca, ta cảm thấy mình sắp thăng cấp, hiện tại đã tới thời điểm mấu chốt. Hơn nữa, ta mơ hồ đã có thuộc tính kim, nếu vào thời khắc này đoạn lương thực của ta, vậy tiểu đệ sẽ không đủ dinh dưỡng. Sở Nam im lặng, hắn không hiểu địa luân bàn hồn học những điều này ở đâu, sau đó vỗ địa luân bàn hồn, nói. Tu luyện cho tốt, ta liền không đoạn lương thực, bằng không thì ta biến người gầy như gậy trúc. Được được được, đại ca, ta đi tu luyện đây, nếu người biết trận chi nghịch hồn là nam hay nữ thì nói cho ta một tiếng địa luân bàn hồn nói xong vội vàng lui xuống sở nam không khỏi cười cười đi tới cửa phòng những trận pháp trên đó cũng không được bỏ qua trận pháp trên cửa phòng thoạt nhìn vô cùng đơn giản nhưng bên trong có vật gì đó là pháp tắc sao ngũ hành có pháp tắc trận đương nhiên cũng có pháp tắc trận chi pháp tắc suy nghĩ như vậy sở nam cũng không dám khẳng định đây có phải trận chi pháp tắc hay không sở nam không quản nhiều như vậy cần gì biết hắn có phải pháp tắc hay không, cứ dựa theo kinh mạch suy diễn là được. Đường hiện, trận phá, trận chi nghịch hồn trên ngực sở nam hòa quang đại phóng, cắn nuốt những trận pháp kia vào, sau đó sở nam có phần nghi hoặc. Cửa phòng do trận pháp cấu thành, trận pháp bị cắn nuốt, cửa phòng đáng lẽ phải biến mất mới đúng. Nhưng sau khi trận pháp bị cắn nuốt, trận pháp vẫn không biến mất, đây là có chuyện gì? Đang nghi hoặc, cửa phòng đánh tới phía sở nam, sở nam muốn tế ra diệt thiên quyền, phá vỡ cửa phòng, nhưng nhấc nắm đấm lên sở nam giật mình phát hiện mình không đánh ra được đúng lúc này cửa phòng đánh lên thân thể sở nam không cảm thấy đau đớn chỉ cảm thấy cửa phòng cực lớn kia tiến vào trận chi nghịch hồn nhỏ xíu trên ngực không chỉ có cửa phòng còn có cả sàn nhà vách tường ban giấy bút tất cả mọi thứ trong thư phòng đều bắn tới phía sở nam cuối cùng vọt vào trong trận chi nghịch hồn sở nam cảm giác được trận chi nghịch hồn mạnh hơn không ít trận chi nghịch hồn cũng không ẩn toàn bộ vào trong huyết nhục chữ nghịch hiện trên ngực sở nam tỏa ra hào quang chói mắt quần áo nguyên khí cháo đều không ngăn nổi sau khi thư phòng biến mất sở nam vẫn đờn nát suy tư trận chi nghịch hồn của ta sáng tạo ra trong di tích trận tông lại nói có lẽ trong đây có không ít trận hồn nha nếu gặp được trận hồn khác liều có thể giống như địa luân bản hồn cắn nuốt để cường hóa bản thân sở nam cảm thấy điều này rất có khả năng lúc trước chữ nghịch và chữ trận chém giết chẳng phải là dấu hiệu sao hơn nữa bên trong những trận hồn khác có trận pháp, trận chi nghịch hồn có thể cắn nuốt trận pháp để trở nên mạnh mẽ, đương nhiên cũng có thể cắn nuốt trận hồn để mạnh mẽ hơn. Giờ khắc này, Sở Nam rất hy vọng có trận hồn xuất hiện. Suy nghĩ xong, Sở Nam mới bắt đầu dò xét hoàn cảnh chung quanh. Xung quanh là một mảnh hoang vu, không khác bên ngoài hoang cổ nguyên lắm, xuất hiện trước mắt Sở Nam là một khối thạch đầu lớn như mắt mèo, Sở Nam nhặt lên, xem xét nửa ngày, nghi ngờ. Một đá một thư phòng sau đó sở nam nhìn ra bốn phía nói không phải trong bùn đất trong mỗi hạt cát đều có trận pháp chứ sở nam nhấc chân tới cũng không tiến vào trận pháp gì làm thế nào mới tìm được đám người cửu vũ đi tới trước mặt sở nam xuất hiện một khối bùn hiếm đúng lúc này trận chi nghịch hồn ở ngực run lên không thôi sở nam cảm nhận được rõ ràng nhìn chằm chằm vào thì thầm chẳng lẽ khối bùn hiếm này có vấn đề sở nam nhấc chân đạp tới cùng lúc đó trong một thủy đàm ở đại lục thập phương lao ra một thân ảnh, trên người không ướt chút nào, sau khi hạ xuống đất, hắn chán nản, thất vọng nói: Lại thất bại, rốt cuộc làm cách nào mới bài trừ được Lạc Ấn chết tiệt kia? Ta đã thử mấy trăm phương pháp nhưng vẫn không được, tên tiểu tử kia họ Sở, chẳng lẽ thực là người của Sở gia? Bằng không sao có thuật khống chế lợi hại vậy? Người này chính là Vạn Trận lão tổ, không tốn bao nhiêu thời gian, Vạn Trận lão tổ liền đi tới một phường thị náo nhiệt tìm kiếm những phương pháp có thể phá giải sinh tử lạc ấn. Tiến vào phường thị không bao lâu, vạn trận lão tổ nhận được tin tức về hoang cổ nguyên, di tích trận tông. Sau đó hắn tìm hiểu rõ ràng tin tức này, lập tức hai mắt tỏa sáng, quay người, thân ảnh như lưu quang, chấp ẩn chấp hiện mà đi. chương 1706, gặp người, vạn trận lão tổ nghĩ tới sinh tử lạc ấn, cảm thấy bị sỉ nhục, hắn lại bị một tên tiểu tử tiểu nhân ám toán, sinh tử đều nằm trong một ý niệm của đối phương. Nếu như đối phương gặp hắn hiện giờ, hắn thổi một cái cũng thể biến tiểu tử kia thành cho bụi, đáng tiếc lúc đó bị sinh tử băng hỏa trận hành hạ, trở nên quá yếu ớt, băng không sao có thể xuất hiện loại chuyện như vậy. Tuy rằng đến giờ vẫn chưa xảy ra chuyện gì, thế nhưng về sau. Đặc biệt sau khi hiểu rõ về sinh tử lạc ấn, vạn trận lão tổ cảm giác được nếu tiểu tử kia chết vậy hắn cũng gặp đại họa, e là sẽ chết theo tiểu tử kia. Cho nên vạn trận tuyệt không cho phép đạo sinh tử lạc ấn ở đầu mình trong thời gian dài. Chẳng qua là vạn trận lão tổ đã thử vô số biện pháp nhưng vẫn không được. Hiện giờ nghe được tin tức di tích trận tông, hắn liền đặt hy vọng vào đó. Còn một điều nữa, hắn được xưng là vạn trận lão tổ, đương nhiên muốn đi xem trận tông cực thịnh một thời. Vạn trận lão tổ còn thầm hạ quyết định nếu chuyến đi di tích trận tông lần này không giải quyết được vấn đề sinh tử lạc ấn vậy hắn sẽ đi đại lục đồ đằng, tìm tiểu tử kia để bảo vệ. Bằng không, với thực lực tên tiểu tử kia, chẳng biết lúc nào sẽ bị người khác giết chết. Tuy rằng điều này khiến hắn rất khó chịu, nhưng nó liên quan tới tính mạng, hắn cũng chỉ đành chịu khó vậy. Chỉ có điều vạn trận lão tổ cũng thầm ra quyết định nếu có thể bài trừ sinh tử lạc ấn, hắn nhất định phải khống chế tiểu tử họ sở kia, khiến đối phương làm nô lệ cho hắn vạn vạn năm. Trên đường đi, vạn trận lão tổ không dừng lại chút nào, phóng đi như điên, chính vì thế vạn trận lão tổ đã bỏ lỡ một tin tức vô cùng trong yếu. Trên đại lục thiên vũ không chỉ có di tích trận tông còn có một người tên sở nam, thanh danh sớm đã lan xa. Di tích bình nguyên, sở nam đạp lên khối bùn hiếm kia, cảnh vật hoang vu trước mặt lập tức biến mất không thấy đâu, cảnh vật xuất hiện chính là một mảnh đầm lầy, hình ảnh đầm lầy trượt lóe lên trong đầu. Đã có kinh nghiệm ở thư phòng, sở nam ghi nhớ rõ ràng hình ảnh chợt lóe này. Trước tiên, sở nam nghĩ tới chiều trạch vực tôn long vũ thần tế ra. Tuy rằng hào quang của trận chi nghịch hồn đã chiếu dọi 2 phần 3 đầm lầy, sở nam cũng đã nhìn ra trận pháp ở giữa nhưng sở nam không vội vã đi phá trận mà cẩn thận tìm hiểu đầm lầy này, tìm phương pháp khiến chiều trạch vực của hắn càng mạnh hơn. Trầm ngâm suy nghĩ ba canh giờ, sở nam có chút thu hoạch, lúc này mới bắt đầu phá trận. Cũng là đem trận pháp làm kinh mạch, mở đường phá trận, sau đó để trận chi nghịch hồn cắn nuốt, làm nhiều quen tay, cộng thêm sở nam ghi nhớ rất rõ hình ảnh kia, vì vậy phá trận rất dễ dàng. Ba ngày sau, sở nam đi ra chiều trạch trận, trận chi nghịch hồn lại càng mạnh hơn trước, hào quang phát ra đã có thể bao phủ toàn bộ cơ thể, sở nam phá giải chiều trạch trận, vì vậy càng hiểu chiều trạch trận hơn. Nếu như ta tế ra chiều trạch vực, lại trao cho chiều trạch trận, vậy uy lực của chiều trạch vực khẳng định mạnh mẽ hơn không chỉ trăm lần. Sở nam thu hồi bùn hiếm, tiếp tục đi về phía trước, dưới sự trợ giúp của trận chi nghịch hồn, trận pháp gặp được trên đường đều lần lượt bị phá giải. Sở nam cảm giác được làm vậy có thu hoạch cực lớn, hắn thấy được vô số loại trận pháp, nhiều trận pháp vô cùng kỳ quặc khiến hắn không khỏi càng thêm thán phục trận tông không hổ là trận tông nhất thống đại lục thiên vũ, chỉ một di tích đã có thủ bút lớn như vậy. Đồng thời, hắn được chứng kiến vô số không gian trận pháp khác nhau. Sở Nam biết đám người cử vũ, chiến thần khẳng định đã rơi vào trong một không gian trận pháp nào đó, chẳng qua không rõ là bọn hắn gặp phải thứ gì. Khi Sở Nam bài trừ trận pháp thứ 10, Úc Bách Hồi đã leo được một phần ba ngọn núi, chỉ có điều hắn quá mệt mỏi, xương cốt rã rời, chân tay bảy hoài, không biết bằng cách nào mới có thể đi nốt hai phần ba chặng đường còn lại hành giả đối với trận cờ trầm tư suy nghĩ điện chủ không tiếp tục xào đồ ăn mà tế ra máu tươi bói toán thường danh đã có thể liên tục đánh mấy chục âm phù chẳng qua sắc mặt tái nhật dọa người chiến thần vẫn điên cuồng nện cử vũ sau mấy vạn lần tế kiếm ngừng lại trầm tư nói mảnh ruộng đồng này không phá được chẳng lẽ cần những hạt thóc kia mọc mầm sao rút kiếm chém chỉ có thể phá vỡ mà không thể sinh sôi sao cử vũ cảm nhận được đây là một vấn đề rất quan trọng nếu như hiểu thấu, kiếm của hắn uy lực tăng vọt. Bội tư ngọc đã tìm được một chút thủ pháp luyện đan, chỉ có điều hắn chủ yếu theo đan chứ không phải phương diện trận pháp. Trịnh Vĩ Tán tiếp tục đau đầu thúc giục, chủ yếu là mỹ nhân trong đầu hắn mỗi người mỗi hơi thở đều không giống nhau. Vu xạ trong mê cung cảm giác rõ ràng được thực lực đang giảm xuống. Thiên tử thủ hạ chỉ còn hai con ngựa chưa bị ngăn chặn. Những người còn lại bị vây trong trận pháp của bản thân nghĩ rách ra đầu vẫn không tìm ra biện pháp. Còn lôi nhụy thì đã khắc thành pho tượng kia, phá trận mà ra. Điều này cũng không có gì, chẳng qua pho tượng kia rất giống sở nam, mà lôi nhụy cũng không hiểu được sau khi chuẩn bị điêu khắc, trong đầu liền hiện ra thân ảnh sở nam. Lắc đầu, lôi nhụy nhìn chung quanh, đi về phía đông, sai đó thấy được một cây sinh trưởng lẻ loi, không có cảnh xanh, chỉ có 13 đoạn trúc khô. Suy tư một chút, lôi nhụy đi thẳng tới, sở nam trên đường điên cuồng phá trận, nhưng vẫn có người phá trận nhanh hơn sở nam, đó chính là ba tên trưởng lão kia. Bọn chúng cùng một lúc tiến vào trong trận, nhưng khi đi qua cột sáng bị tác ra. Đại trưởng lão và tam trưởng lão dựa vào thực lực, thế nhưng ngũ trưởng lão lại dựa hoàn toàn vào trận pháp để phá. Khi sở nam còn đang bị vây khốn trong thư phòng, ngũ trưởng lão thế như trẻ che phá trận, hiện giờ đã phá cái thứ 30 năm, không tốn bao nhiêu thời gian, ngũ trưởng lão liền bài trừ được. Hắn tiếp tục đi tới, thấy đoạn trúc khô kia, lập tức nói bên trong đoạn trúc khô này là trận pháp gì? Ngữ khí rất thoải mái, không có chút áp lực. Trong mắt ngũ trưởng lão, đoạn trúc khô này cũng chỉ giống trước, trở thành trận pháp thứ 36 bị hắn phá vỡ. Ngũ trưởng lão thu hồi thạch đầu sau khi bài trừ trận pháp thứ 35, đi tới phía trúc khô. Đệ tử tinh anh của ba tên trưởng lão đại bộ phận đều đã có chỗ đột phá. Thiên tử sau khi tách ra nhóm người tiểu tinh, đơn độc hành tẩu giống như trở thành một người hoàn toàn khác, tốc độ phá trận cực nhanh, trong miệng còn thì thầm. Những trận pháp này đúng là không có tính khiêu chiến, không biết trong trận pháp này liệu ta có thể gặp Sở Nam hay không. Chương 1707, cho ngươi một kiện cổ bảo, ngươi tự sát đi. Hai thân ảnh đang tiến hành chém giết, một nam tử mặc áo giáp đen bị một nam tử trẻ tuổi ăn mặc không chút thu hút, thậm chí là có vài phần rách dưới điên cuồng đánh. Nam tử áo giáp đen phun máu tươi, hét lớn: "Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Ta là nhi tử tộc trưởng thổ tộc." người dám đánh ta vậy sẽ bị toàn bộ thổ tộc truy sát nam nhân mặc áo giáo vừa nói xong nam tử trẻ tuổi liền dừng tay nam nhân mặc áo giáp cho rằng đối phương bị thân phận của hắn dọa sợ cười to nói tiểu tử coi như ngươi thức thời nhìn ngươi ăn mạch rách dưới nhất định là tán tu không môn không phái không thể lực tiểu tử ta cho ngươi một cơ hội mau quỳ xuống thể hiệu chung với ta để ta hành hung một trận chờ ta hết giận ta sẽ thu ngươi làm nô lệ vĩnh viễn đến lúc đó ta sẽ thưởng cho một kiện tổ bảo. Đang nói cao hứng, nam nhân mặc áo giáp liền ngừng lại, bởi hắn thấy khóe miệng đối phương hiện lên vẻ việt thị cùng cực. Nam nhân mặc áo giáp nổi giận, vừa định ra tay thì thân ảnh đối phương lóe lên, cũng không biết làm ra động tác gì thì đã một cước dẫm nam tử mặc áo giáp xuống mặt đất, cưới lạnh nói. Nhi tử tộc trưởng thổ tộc, dẫm lên cũng chẳng có cảm giác khác biệt là bao nhiêu. Mau nói, sau khi ngươi tiến vào đây thấy được điều gì? Tiểu tử, có giỏi thì ra khỏi trận pháp, Chúng ta đánh tiếp, ngươi. Không nói ta liền giết ngươi." Người trẻ tuổi nói xong, ánh mắt nhìn về phía Sở Nam mới hiện ra trong trận, nam nhân mặc áo giáp thấy vậy, cũng vội vàng hô. "Này, mau cứu ta, chỉ cần ngươi cứu ta, ta sẽ cho ngươi một kiện tổ bảo." Sở Nam không thèm để ý tới lời nam nhân mặc áo giáp, hắn có thể nhận ra người trẻ tuổi kia không tầm thường. Không chỉ là phương diện thực lực, cả thêm khí chất cũng không phải một nhà nghèo có thể nuôi dưỡng ra, khẳng định là xuất thân từ một thế lực lớn đối với việc này sở nam cũng không lui bước nửa phần dậm chân bước về phía trước đồng dạng người trẻ tuổi kia cũng hiểu sở nam không tầm thường một thân được hào quang bao phủ trên ngực còn có chữ nghịch chữ nghịch này khiến trong mắt hắn lóe lên một tia tinh quang chỉ có điều hắn cũng không đặt sở nam ngang hàng bất kể là thân phận hay thực lực người trẻ tuổi đều cảm thấy thế cục đang nắm trong lòng bàn tay nhanh lên đi cái gì người không biết bay sao chỉ cần cứu ta liền có một kiện tổ bảo người không muốn tổ bảo sao Nam nhân mặc áo giáp giọng điệu không giống như cầu xin mà ngược lại giống như đang mệnh lệnh cho sở nam, coi sở nam giống như một gã sai vặt. Sở nam vốn không muốn để ý tới loại quần áo lụa là dựa vào thế lực sau lưng mà làm sằng làm bậy, nhưng giọng điệu của người này khiến sở nam cảm thấy không thoải mái. Sở nam lấy một kiện cổ bảo từ trong giới chỉ ra, ném trước mặt nam nhân mặc áo giáp. Ta cho ngươi một kiện cổ bảo, người tự sát đi. Sở nam nói lời này với nam nhân mặc áo giáp, nhưng ánh mắt lại tập tủng nhìn nam nhân trẻ tuổi người trẻ tuổi kia khi chứng kiến cổ bảo trong mắt đừng nói là vẻ tham lam ngay cả chút khác thường cũng không có bộ dạng không thèm quan tâm trong lòng sở nam thầm nghĩ xem ra thế lực sau lưng hắn còn lớn hơn suy nghĩ của ta bằng không sao hắn không thèm coi cổ bảo vào mắt đồng thời nam nhân mặc áo giáp kia khiếp sợ bộ dạng như gà mắc tóc tất cả đều rơi vào ánh mắt sở nam hắn nhàn nhạt nói xem ra ngươi là nhi tử tộc trưởng thổ tộc nhưng cuộc sống rất bi thảm nha nghe câu này Sắc mặt nam nhân mặc áo giáp trở nên vô cùng khó coi. Hắn đúng là nhi tử tộc trưởng thổ tộc, đáng tiếc không phải là duy nhất, chỉ là một trong số đó, sinh hoạt vô cùng bi thảm. Lần này hắn tới Hoang Cổ Nguyên tham gia tranh đoạt di tích trận tông chính là muốn kiếm được một chút lợi ích bên trong, tốt nhất là có thể nhận được trận tông truyền thừa, như vậy phụ thân sẽ phải rửa mắt nhìn hắn. Nhưng nam nhân mặc áo giáp đã quá coi thường di tích trận tông, với thực lực tổ cảnh đỉnh phong căn bản không có đất dụng võ bên trong trận pháp, chẳng những không thu hoạch được gì ngược lại còn gặp phải nguy cơ tử vong. Đúng lúc này người trẻ tuổi cười nói, theo ta được biết tộc trưởng thổ tộc tinh lực sung mãn, đặc biệt có hứng thú với hoạt động truyền thừa huyết mạch, mỗi năm đều gieo hạt. Bởi vậy, hắn là người có nhiều con cái nhất trong ngũ hành tộc, tính tới hiện giờ có lẽ có khoảng 6-700 nhi tử, 2-300 nhi nữ nha. Ách, tuy rằng sở nam đoán được huynh đệ tỉ muội của đối phương rất nhiều, nhưng cũng không khỏi bị số liệu kia dọa sợ, lắp bắp trả lời. Tộc trưởng thổ tộc còn lợi hại hơn cả lợn giống nha, câm miệng, bất luận như thế nào ta cũng là hang thật giá thật. Nếu các người dám giết ta, phụ thân đại nhân tuyệt đối sẽ không buông tha cho các người." Nam nhân mặc áo giáp đỏ mặt tía tai nói, lúc này Sở Nam cũng không để ý tới nữa, bắt đầu phá trận. Tuy rằng trong đầu Sở Nam không lóe lên hình ảnh kia, nhưng dưới ánh hào quang trận chi nghịch hồn tỏa ra, Sở Nam đi tới chỗ nào, trận pháp xung quanh đều hiện lên trong mắt. Nương theo những trận pháp này, cho dù không có hình ảnh Sở Nam vẫn có thể phá vỡ mảnh thảo nguyên này chỉ có điều phiền phức hơn một chút. Người trẻ tuổi chứng kiến động tác của sở nam, trên mặt hiện lên thần sắc nghi hoặc. Hắn đang làm gì vậy? Hào quang quanh người là thứ gì? Người trẻ tuổi nhìn đúng một canh giờ, đột nhiên mở miệng nói. Người đang phá trận, khẽ giật mình một chút, trên mặt người trẻ tuổi hiện lên vẻ khinh thường. Không có hình ảnh kia, người không phá nổi, ngay cả ta còn không phá được huống chi ngươi. Người biết phá trận, sở nam hỏi, người trẻ tuổi cười nói. Không phải biết, mà là tinh thông. Vậy thì tốt, chúng ta làm giao dịch, người giao toàn bộ trận pháp ngươi biết cho ta với tư cách trao đổi, ta dạy phương pháp phá giải thảo nguyên trận cho ngươi. Sở Nam lúc này vẫn không quên nhiệm vụ thu thập trận pháp mới, vì trận pháp quá hữu dụng với hắn. Đợi cho trận chi nghịch hồn đủ mạnh mẽ, thu hoạch của Sở Nam khó mà tưởng tượng nổi. Trước tiên người cứ suy nghĩ một chút, dù sao phá trận này cũng cần thời gian vài ngày. Vẻ tươi cười trên mặt người trẻ tuổi biến mất, thay vào đó là ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào sở nam đang chậm rãi không ngừng di chuyển trong lòng thì thầm hắn quả quyết như vậy chẳng lẽ thực sự có thể phá trận sao nghĩ như vậy ngạo khí trong lòng người trẻ tuổi dâng lên không được ta nhất định phải phá trận trước mặt của hắn ngay lập tức người trẻ tuổi đánh ra mấy lỗ máu trên người nam nhân mặc áo giáp nam nhân mặc áo giáp vô cùng thống khổ lăn qua lăn lại trên mặt đất nào có chút phong phạm cường giả tổ cảnh sở nam chứng kiến người trẻ tuổi điểm ra những lỗ máu kia sau một hồi cân nhắc liền thì thầm. Trận pháp này có chút ý tức, vô cùng thích hợp dùng để bức hình, chỉ có điều hắn không chịu nổi. Sở Nam vừa nói xong, nam nhân mặc áo giáp liền gào thét lớn. Ta nói, ta nói tất, người trẻ tuổi red eye như một tia chớp, cắt đứt lời của nam nhân mặc áo giáp, sau đó hắn truyền âm. Ta không muốn người khác nghe thấy, chương 1708, không là địch với người chết, người định làm gì, nam nhân mặc áo giáp trong giọng đầy vẻ hoảng sợ, Hắn có thể nhìn ra người trẻ tuổi tâm tư giết người diệt khẩu. Người trẻ tuổi sau khi ghi nhớ hình ảnh nam nhân mặc áo giáp miêu tả, cười nói. Người thử nói xem, ta là con trai tộc trưởng thổ tộc, người không thể giết ta, người. Cho dù là lão tiếng người biết rõ, khẳng định cũng sẽ nói ta giết hay lắm, người tin không? Người trẻ tuổi nói vậy khiến nam nhân mặc áo giáp toàn thân chấn động, hắn không phải không tin mà là tin tưởng vạn phần. Mấy ngàn năm qua lão tía hắn đã gieo vô số hạt giống, sinh ra hơn ngàn đứa con không thể coi mỗi người là bảo mà dùng phương thức chăn thả nói cách khác tất cả đều dựa vào thực lực có thực lực mới có thể lọt vào mắt lão tía hắn nếu không có thực lực vậy tất cả đều không phải nam nhân mặc áo giáp có phần hoài nghi không biết hiện giờ lão tía còn biết tên hắn hay không chứng kiến vẻ mặt bi thương của nam nhân mặc áo giáp người trẻ tuổi cười nói ngươi sống thống khổ thế vậy để ta giúp ngươi giải trừ ngữ khí của người trẻ tuổi coi nam nhân mặc áo giáp chẳng khác nào một con kiến sở nam đang phá trận cũng nhìn tường tận cảnh này chóc mắt hắn có chút không hiểu rõ nếu không có thực lực hậu thuẫn sao có thể kiêu ngạo vậy hơi tưởng tượng một chút sở nam liền hiểu được vài phần có lẽ là trong nhà không như ý mới nảy ra ý định tới đây chơi đùa một chút kết quả lại trêu nhầm đối tượng sở nam lắc đầu đang muốn mặc kệ đột nhiên trong đầu toát ra một ý niệm con trai tộc trưởng thổ tộc trong lúc này còn có rất nhiều chuyện còn nữa ta chuẩn bị vượt qua thổ kiếp nghĩ vậy người trẻ tuổi lại tiếp tục điểm lên người nam nhân mặc áo giáp vài lỗ máu. Sở nam vận chuyển kinh mạch tốc độ tối đa, lách mình đi tới. Hắn hiểu rõ nếu một chỉ kia đánh xuống, nam nhân mặc áo giáp khẳng định phải chết. Người trẻ tuổi phát hiện được dị động của sở nam, hỏi. Người muốn cứu hắn, đúng vậy, ta muốn hắn chết, vậy hắn chết không còn nghi ngờ gì nữa, ai cũng không thể cứu được hắn. Người trẻ tuổi chỉ một cái, tốc độ cực nhanh, sở nam đã đứng trước mặt nam tử mặc áo giáp, nhưng không bắt lấy, Ngược lại còn nói: "Ngươi không cần gấp gáp, ta sẽ không ngăn cản ngươi." Hà, trong mắt người trẻ tuổi hiện lên vẻ nghi hoặc, ngón tay không ngừng lại, lập tức trên người nam tử mặc áo giáp xuất hiện lỗ máu, máu tươi từ đó phun ra. Lập tức người trẻ tuổi nói: "Hiện giờ ngươi còn có thể cứu được hắn, thử xem, dù sao cũng không mất cái gì." Sở Nam tùy ý nói, sau đó lại bảo nam nhân mặc áo giáp đang đau đớn kịch liệt: "Ngươi còn muốn sống hay không?" "Muốn, muốn, cứu ta." Nam tử mặc áo giáp liều mạng gật đầu, Sở Nam lại nói đem, cứu được ngươi, mà ngươi liền là của ta, ngươi có bằng lòng hay không? Nam tử mặc giáp không chút do dự, lập tức hô, đồng ý, nhớ kỹ lời nói của ngươi, nếu lúc đó ngươi đổi ý ta sẽ khiến ngươi đau đớn hơn ngàn vạn lần. Nói xong, Sở Nam mới vung tay, tế ra ba lần vũ khí càn khôn nhất chỉ, trên người nam tử mặc áo giáp lập tức nhiều hơn ba lỗ máu. Vị trí ba lỗ máu này bao vây lấy lỗ máu kia ở chính giữa nhưng khoảng cách với những lỗ máu khác giống nhau như đúc người trẻ tuổi lúc đầu còn khinh thường sở nam nhưng khi ba lỗ máu xuất hiện sắc mặt nhất thời đại biến người phá trận của ta người trẻ tuổi quát sở nam sở nam thản nhiên nói chẳng qua chỉ là trùng hợp mà thôi điều ngươi muốn biết thì đều bi hết cả rồi coi như cho ta chút mặt mũi tha mạng cho hắn ta trả giá kiện cổ bảo này như thế nào hừ người trẻ tuổi hừ một tiếng nhìn chằm chằm sở nam khinh miệt cười cho ngươi mặt mũi tại sao ta phải làm vậy ngươi nghĩ ngươi là ai ta nói rồi người ta muốn giết không ai bảo vệ được ta khẳng định sẽ bảo vệ trong giọng nói bình tĩnh của sở nam lộ ra vẻ kiên quyết vậy là ngươi muốn đối địch với ta vẻ khinh miệt càng nồng đậm hơn người trẻ tuổi nói chỉ bằng ngươi vẫn chưa đủ tư cách vốn ta muốn liều mạng với ngươi xem ai có thể phá vỡ trận pháp này trước tiên xem ra hiện giờ không cần nữa rồi người trẻ tuổi dừng một chút lắc lắc đầu, nói. Bởi vì ngươi đã bị phán quyết tử hình, lập tức phải hành hình. Lời còn chưa dứt, người trẻ tuổi một cước đạp về phía nam tử mặc áp giáp, muốn biến nam tử mặc áo giáp thành vũ khí tiến công. Chỉ có điều sở nam nhanh hơn hắn, khi năng lượng của hắn còn chưa đánh tới thì sở nam đã một cước đá bay nam tử mặc áo giáp về phía sau. Lực lượng kinh mạch chu thiên tuần hoàn, chống lại cặp chân người trẻ tuổi, trong miệng nói. Ta cũng không có ý là địch với ngươi, đã muộn, ngươi đã chọc giận ta rồi cho dù hiện giờ ngươi quỳ xuống khấu đầu ba cái gọi ta ba tiếng lão tử ngươi cũng không thoát khỏi cái chết người trẻ tuổi công kích càng thêm mãnh liệt hơn toàn bộ tu vị bạo phát ra muốn dùng thế sấm xét tiêu diệt sở nam trong mắt sở nam sát quang lóe lên tế gia diệt thiên quyền nói tiếp bởi vì ta không là địch với người chết tiểu tử cuồng vọng ngươi có vốn liếng để cuồng vọng sao xa trận quyền người trẻ tuổi đã bước vào cảnh giới thần tổ thực lực đúng là không tệ đặc biệt trong một quyền này của hắn còn sáp nhật trận pháp. Cứng đối cứng với sở nam một quyền, sở nam chỉ cảm thấy năng lượng của mình bị suy yếu quá nửa, cùng lúc đó sở nam chịu lực, lui về sau bảy bước lớn. Còn người trẻ tuổi chỉ lui lại ba bước, người trẻ tuổi cười nói, tranh lệch bốn bước, muốn mạng của ngươi, như vậy là đủ rồi. Vậy sao, sở nam dùng tốc độ và lực lượng kinh mạch đồng thời chu thiên tuần hoàn, vẫn tiếp tục đánh ra diệt thiên quyền. Người trẻ tuổi cười lạnh, quát lớn, binh trận quyền. Tiếng quát vừa ra, sở nam lập tức cảm thấy như có mấy ngàn vạn đại quân cùng lúc đánh về phía hắn. 36 chu thiên, sở nam đánh ra, hai quyền chạm nhau, hai người đều lui ngược lại sau. Sở nam vẫn lui về bảy bước, người trẻ tuổi kia lui lại bốn bước, ánh mắt người trẻ tuổi liền híp lại, binh trận quyền lợi hại hơn xa trận quyền rất nhiều, vốn hắn tưởng dù binh trận quyền không thể đánh chết sở nam nhưng cũng có thể khiến sở nam bị trong thương, nào ngờ hắn lại lùi về sau nhiều hơn một bước. Kết hợp năng lượng và tốc độ, Mượn nhờ ưu thế tốc độ khiến cho uy năng càng thêm hung mãnh. Người trẻ tuổi cẩn thận suy nghĩ đạo lý trong đó, nói: "Không tưởng được ngươi còn có trò này, binh trận quyền ngươi có thể phá, vậy tướng trận quyền." Lại là một quyền đánh về phía Sở Nam, Sở Nam không dùng chiêu thức khác, vẫn chỉ là Diệt Thiên Quyền, đồng thời suy nghĩ trong đầu phương pháp dung nhập trận pháp vào nắm đấm. Bởi vì lần này Sở Nam lui về sau nhiều bước hơn, người trẻ tuổi từng bước bước bách, hét lớn một tiếng. "Soái trận quyền!" Sở Nam nghiêm nghị đế quyền, trong lòng thì thầm. Trước mắt không thể bố trí trận pháp trong lỗ đen, nhưng một lỗ đen không thể thành trận, phải chia lỗ đen, hoặc phân ra thêm lỗ đen. Vừa có ý tưởng, sở nam liền đem nắm đấm vào trong lỗ đen, ẩn mà không phát, thử chia ra. chương 1709, chiều trạch quyền, lỗ đen bên trong nắm đấm vận chuyển kịch liệt, nhưng muốn chia lìa vẫn tương đối khó khăn. Sở nam không chỉ không phân chia được lỗ đen kia thành nhiều phần, ngược lại do lỗ đen bị hắn ảnh hưởng, cho nên uy lực diệt thiên quyền giảm nhiều cho nên khi đối đầu với xoái trận quyền sở nam bị đánh bắn ngược về phía sau khóe miệng dỉ máu người trẻ tuổi thấy vậy cười lạnh nói chẳng phải ngươi muốn bảo vệ hắn sao với thực lực như này ngay cả bản thân mình liệu ngươi có bảo vệ nổi không nói xong người trẻ tuổi lại tiếp tục vung quyền đánh về phía sở nam sát cơn nồng đậm thời khắc này khuôn mặt sở nam co quắp kịch liệt lỗ đen trong nắm đấm vẫn chưa bị hủy diệt hoàn toàn mà giống như giọt nước rơi xuống đất vỡ tung thành nhiều phần, tách ra làm mấy chục lỗ đen. Chỉ có điều những lỗ đen này không phải nguyên vẹn mà chỉ là tàn bản, lung lay sắp đổ, giống như tùy thời sẽ tan vỡ. Uy năng xoái trận quyền đánh vào, đau đớn kịch liệt như muốn xé rách nắm đấm, khiến nắm đấm chia 5 C7, sở nam kiệt lực duy trì những lỗ đen kia. Tuy rằng sở nam đã dùng toàn lực, nhưng vẫn có hai ba lỗ đen tự hủy diệt. Sở nam mày kiếm dương lên, trong đầy hiện lên hình ảnh vòng xoáy lớn bị đá rơi xuống, hóa thành mười mấy xoáy nước nhỏ, tự mình xoay tròn. Đột nhiên, nhãn tình sở nam sang lên, ta có thể đem vài song, thậm chí là mười mấy song nhu hợp cùng một chỗ, khiến lực lượng tăng nhiều, tại sao không thể khiến những lỗ đen tàn phá này một lần nữa tụ năng lượng ngưng hình. Suy nghĩ như vậy, sở nam lập tức phân ra hơn 30 cỗ lực lương tuôn về phía lỗ đen tàn phá, đồng thời khống chế, duy trì lỗ đen, đây là sự tình rất khó, may mà sở nam rèn luyện phương diện khống chế nhiều, vì vậy tình hình trước mắt vẫn nằm trong sự khống chế của hắn nhưng vào lúc này người trẻ tuổi giết tới sở nam nhìn chằm chằm vào đối phương khuôn mặt hiện vẻ nghiêm nghị dùng tốc độ cực nhanh phóng đến từ ánh mắt cho tới cử chỉ đều khiến người khác cảm thấy hắn đang muốn từ chiếm dùng mạng đổi mạng người trẻ tuổi nhếch mép cười khinh miệt lẩm bẩm tới đúng lúc lắm người muốn chết vậy ta sẽ tiến người một đoạn đường đỡ phải tiếp tục lo lắng nữa mắt thấy khi sắp đụng vào nhau sở nam bất chợt cười với người trẻ tuổi nụ cười vô cùng sang lạn khiến người trẻ tuổi có phản xạ cho rằng sở nam lại sử dụng hư chiêu gì nắm đấm dù không dừng lại nhưng tốc độ giảm đi trong nháy mắt thân thể sở nam đột một chuyển hướng sang bên cạnh tốc độ cực nhanh người trẻ tuổi đánh hụt nhưng cũng có chút năng lượng lan tới gần sở nam chẳng qua chỉ chút huy năng kia không tạo thành được tổn thương gì ngươi tránh thoát được ngoài ý nghĩ của ngươi lắm sao sở nam cười hỏi lại thân sắc lúc trước của hắn đương nhiên là giả vờ trước khi lỗ đen hình thành chưa bố thành trận hắn không muốn liều mạng với người trẻ tuổi này bởi vậy kinh mạch tốc độ điên cuồng chu thiên tuần hoàn dùng nụ cười để phân tán sự chú ý của đối phương cuối cùng tránh thoát mà người trẻ tuổi kia đối với chiêu đó của sở nam đúng là có phần ngoài suy nghĩ chạy trốn là một việc đáng khinh thế nhưng người trẻ tuổi lại cảm thấy mình mới là người bị sỉ nhục nhìn sở nam toàn thân tỏa ra hào quang người trẻ tuổi đè nén cơn giận bị đùa giỡn lạnh lung nói người có thể tiếp tục chạy trốn mảnh thảo nguyên trận này chưa bị phá vỡ người vĩnh viễn không thể thoát khỏi, người chạy không thoát cái chết. Trước hết người cứ đuổi theo ta rồi hãy nói. Sở Nam thản nhiên trả lời, vận chuyển tinh thần trận trong cơ thể, dẫn tinh thần uy năng xuống, cung cấp nhu cầu năng lượng cho chừng 30 lỗ đen khổng lồ kia. Sở Nam vận chuyển tinh thần huyệt khiếu, chẳng qua là bản năng phản ứng, chờ khi tinh thần uy năng tràn vào trong cơ thể Sở Nam mới đột nhiên cảnh giác. Đây là trong di tích trận tông, sao có thể dẫn xuống tinh thần uy năng? Có thể dẫn xuống, nói lên cái gì? nói lên trận này vẫn có cơ hội đè ý niệm này xuống sở nam rơi vào trầm tư lỗ đen đã ngưng tụ có thể duy trì được hiện tại dùng lỗ đen bố trận không thành vấn đề gì đang suy nghĩ tốc độ sở nam càng ngày càng nhanh người trẻ tuổi càng nhíu chặt hơn quái lạ năng lượng tiêu hao tốc độ của hắn nhất định sẽ dần dần chậm lại nhưng sao hắn càng ngày lại càng nhanh hơn người này quả thực quá cổ quái nghĩ vậy lông mày người trẻ tuổi lại giãn ra tốc độ nhanh hơn thì làm được gì cần biết trận pháp mới là sở trường của ta lập tức người trẻ tuổi phất tay cỏ xanh bắn lên tán loạn trong không trung một mực lơ lửng không rơi xuống đất bày trận sở nam lập tức phát hiện được nhưng cũng không có chút bối rối tận lực tránh đi cỏ xanh hắn muốn kéo dài thời gian tập trung tinh lực giải quyết vấn đề lỗ đen bố trận vô số trận pháp lướt trong đầu rất nhanh trận pháp tuy rằng ngàn ngàn vạn nhưng sở nam không tìm ra được một cái phù hợp mà người trẻ tuổi đã khiến trong phiến không gian tràn ngập cỏ xanh sở nam đã không còn không gian tránh né lúc này người trẻ tuổi liền nói hiện tại ngươi còn có thể trốn sao vì sao không thể ngươi cảm thấy những trận này ngăn được ta sao người trẻ tuổi cười cười đúng là không ngăn được ta cũng không có ý định dùng trận pháp giết chết ngươi trận pháp này giống như đầm lầy ngươi đang bị hãm trong đó thân thể di chuyển không thuận lợi mà chỉ cần ngươi dừng lại một chút là lập tức sẽ mất mạng đầm lầy Sở Nam không để ý tới những thứ khác, nhưng hai chữ này như sấm sét đánh ngang tai, đánh thức Sở Nam. Nghĩ tới lúc trước tiến vào chiều trạch vực, Sở Nam liền thì thầm trong lòng. 35 lỗ đen tuy rằng không bố trí nổi chiều trạch vực khổng lồ lợi hại vậy, nhưng đơn giản hóa một chút, bố trí tiểu chiều trạch vực cũng đủ rồi. Nghĩ vậy, Sở Nam lập tức hành động, còn nói với người trẻ tuổi. Cảm ơn ngươi, cảm ơn ta, người trẻ tuổi sững sờ, trong ánh mắt tương đối bất thiện, Bộ dạng của sở nam khiến hắn nghĩ tới nụ cười trước kia, vì thế nheo mắt lại, nói. Ta tiến người ra đi, người đương nhiên là nên cảm ơn ta. Theo tiếng nói, người trẻ tuổi giết tới, quát lớn. Đế trận quyền, quyền uy trói lọi, cùng với trận cỏ xanh bắt đầu khởi động uy năng. Đối với một quyền như vậy, sở nam không có lui lại nửa bước, trên mặt bảo trì dáng tươi cười, trong lòng người trẻ tuổi mơ hồ cảm thấy bất an. Lập tức, người trẻ tuổi đè nén cảm giác bất an xuống, hắn không nghĩ ra sở nam có thứ gì có thể uy hiếp hắn thầm nghĩ trong lòng dưới một quyền này tất cả sẽ giải quyết xong bụi về với bụi đất về với đất trong nháy mắt đánh tới trước mặt sở nam cười cười kỳ thật ta cũng biết dung nhập trận pháp vào trong nắm đấm ha 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 người trẻ tuổi nghe nói vậy lập tức cười sặc sụa người biết dung nhập trận pháp vào quyền thật sự buồn cười chết ta người cho đây là quán ven đường là củ cải trắng tiện tay là có thể vơ được cả núi sao Ngươi không tin, ngươi biết, vậy sử dụng ra cho ta xem. Tốt, sở nam sông vào tới, quát, chiều trạch quyền, chương 1710. Ngươi còn kỳ tích sao? 35 lỗ đen bày ra chiều trạch trận, ngừng tụ năng lượng, tiếp tục đánh ra năng lượng diệt thiên quyền khi trước. Có thêm chiều trạch trận, uy năng của diệt thiên quyền không êm mơ bớt, ngược lại càng thêm hung mãnh uy năng minh mông phô thiên cái địa bộc phát ra. Người trẻ tuổi cảm giác được, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại, thì thầm trong lòng hắn thực sự dung nhập trận pháp vào công kích ngay lập tức người trẻ tuổi hủy diệt lo lắng này hung ác nói cho dù công kích của hắn có dung nhập thêm trận pháp thì làm sao chẳng lẽ có thể mạnh hơn đế trận quyền của ta ư đúng là buồn cười trong lòng mặc dù nghĩ vậy nhưng vì phòng ngừa vạn nhất người trẻ tuổi không tự chủ được côn năng lượng ra thêm uy năng của đế trận quyền trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần những cỏ xanh bồng bềnh trong hư không như những mũi tên phá không mà đi chớp mắt cỏ xanh tấn công tới đã va chạm lên chiều trạch quyền của sở nam, phát huy ra uy năng. Những cỏ xanh chứa năng lượng của người trẻ tuổi lập tức trì trệ, tiếp theo là bị vùi lấp. Người trẻ tuổi dung mình, quát, người có thể hãm được đám cỏ dại kia, nhưng có thể hãm được đế trận quyền chân chính của ta sao? Vì sao không thể, sở nam vô cùng tự tin, tuy rằng hắn cảm nhận rõ ràng trong đế trận quyền có pháp tắc chi ý rất nồng đậm, mà thủy hỏa pháp tắc của hắn bởi vì nguyên nhân thần hồn đan châu, không thể tế ra được, nhưng dù vậy sở nam vẫn có lòng tin. Lòng tin của hắn dựa vào chiều trạch trận Trong chớp mắt, hai quyền va chạm, từng tiếng va chạm ầm ầm, năng lượng khuếch tán ra ngoài, cả xanh hóa thành cho tàn, bay đầy trời. Đế trận quyền rơi vào trong uy năng của sở nam, người trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào sở nam, quát trói tai. Đầm lầy, đúng là đầm lầy, ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao? Ngươi, người trẻ tuổi quát ra một chữ liền nuốt những chữ tiếp theo lại, hắn không định đấu võ mồm với sở nam mà hắn muốn dùng nắm đấm nói chuyện đến lúc này người trẻ tuổi mới hiểu nguyên nhân sở nam nói cảm ơn hắn khẳng định là lúc vừa rồi do hắn so sánh trận pháp với đầm lầy tạo thành nhắc nhở cho sở nam ta có thể khiến người nghĩ ra triều trạch quyền dĩ nhiên là cũng có thể phá vỡ ánh mắt hiện lên vẻ bén nhọn hắn chuẩn bị khi rơi xuống đáy triều trạch quyền liền bộc phát toàn bộ huy năng của đế trận quyền như vậy có thể phá hủy triều trạch quyền từ tận gốc rễ hơn nữa còn có thể đánh sở nam hóa thành thịt vụn nhưng mà lông mày người trẻ tuổi lại càng nhíu chặt hơn bởi vì quyền của hắn đã hãm xuống rất sâu nhưng vẫn không có chút xu thế tới đáy ngược lại còn khiến hắn cảm thấy sâu không lường được giống như đầm lầy này vĩnh viễn không có tận cùng đây là đầm lầy gì rốt cục hắn có bao nhiêu năng lượng mới có thể chống đỡ nổi đầm lầy sâu như vậy trong mắt người trẻ tuổi sát cơ càng nồng đậm hơn sở nam không chỉ trong thời gian ngắn có thể dung nhập trận pháp vào công kích hơn nữa sau khi dung hợp uy năng vô cùng mạnh mẽ. Người trẻ tuổi không biết sở nam sớm đã tiếp xúc tới công kích dung hợp trận pháp, càng không biết sở nam sớm đã nghiên cứu phương pháp công kích này, hắn chỉ thầm nhớ kỹ trong lòng. Người như vậy nếu đã trở thành tử địch vậy phải thừa cơ hắn còn nhỏ yếu tiêu diệt, bằng không tương lai sẽ gặp phiền toái lớn. Bởi vì chỉ có 35 lỗ đen, sở nam bố trí chiều trạch trận có phần nhỏ bé. Nhưng đầm lầy này xác thực không tầm thường, do lỗ đen bố trí ra, năng lượng ẩn chứa trong đó càng khiến người ta sợ hãi. Điều này khiến cho chiều trạch trận nho nhỏ kia hoàn toàn giống như vực sâu không đáy. Chỉ có điều, người trẻ tuổi hãm càng sâu, áp lực của sở nam càng lớn, chiều trạch trận lắc lư không thôi, chỉ có điều sở nam biểu hiện vô cùng thản nhiên nhẹ nhõm, phảng phất như hoàn toàn không để người trẻ tuổi vào mắt. Người trẻ tuổi trong mắt hóp lại, cho tới bây giờ đều là hắn miệt thị người khác, không nghĩ tới có ngày lại bị người khác miệt thị, trong lòng không kìm nổi lửa giận. Sở Nam chứa đựng hư hỏa trong thân, rất mẫn cảm với tâm tình này, gần như là nghe tích tắc người trẻ tuổi bùng phát lửa giận, Sở Nam cũng cảm giác được, thì thầm. Nếu hiện giờ ta tế ra hư hỏa, hắn khẳng định sẽ không ngăn nổi. Nếu lại đánh ra định thần phù văn, khả năng rất lớn hắn sẽ vẫn lạc. Nghĩ vậy nhưng Sở Nam không làm, đây chính là cơ hội tốt để áp dụng chiều trạch quyền vào thực tế, đặc biệt là trong di tích trận tông thì càng khó đạt được. Trong mắt người trẻ tuổi hiện lên vài phần do dự, đến lúc này vẫn chưa tới đáy đầm lầy, nhưng hắn không còn kiên trì được nữa nếu tiếp tục hãm xuống dưới đế trận quyền của hắn không thể bạo phát bảo người trẻ tuổi nhổ ra một ngụm máu tươi hét lớn một tiếng một cỗ uy năng tuyệt mãnh giống như núi lửa bộc phát ra từ chỗ sâu nhất trong đầm lầy phóng lên trời muốn hủy diệt chiều trạch trận khiến cho uy năng của sở nam tiêu tan thời khắc ánh mắt người trẻ tuổi từ do dự chuyển thành kiên định sở nam đã biết rõ thời khắc mấu chốt đã tới lập tức trào ra năng lượng thế nhưng thực lực người trẻ tuổi không kém đế trận quyền đã nhiễm máu tươi uy lực cực lớn. Chiều trạch trận của sở nam chấn động kịch liệt, giống như sau một khắc sẽ biến thành đại địa bằng phẳng, hoặc là biến thành vũng nước to lớn. Cảm giác hiện giờ như thế nào? Người trẻ tuổi cười hỏi, tình thế trước mắt hắn nắm chắc rất lớn. Người còn có thể chờ mình như trước, hoặc là làm ra kỳ tích hay sao? Sở nam vẻ mặt ngưng trọng, cảm giác được chỗ thiếu hụt của chiều trạch trận. 35 lỗ đen cũng không ít, sở dĩ không ngăn cản được, không thể trực tiếp tròn vùi đế trận quyền của hắn là do vấn đề lỗ đen, lỗ đen cần rèn luyện nhiều hơn, kỳ thực không gian phát triển còn rất lớn. Nếu như không có kỳ tích, vậy ngươi chuẩn bị tinh thần hồn tiêu thân vong đi. Người trẻ tuổi nói xong, nhìn nam tử mặc áo giáp như một con chó chết nằm trên mặt đất, nói. Ta bảo rồi, ta muốn giết người, không ai bảo vệ được. Không chỉ không bảo vệ được, mà người đó cũng sẽ có cùng kết quả. Sở nam cười, kiên định nói. Ta không tin, trước hết ta phá hủy chiều trạch trận của ngươi. Người trẻ tuổi nói xong, năng lượng bảo tạc nổ tung, khiến mấy lỗ đen trong chiều trạch trận đến bờ vực hủy diệt. Sở Nam đang định tế ra hư hỏa, đột nhiên trận chi nghịch hồn trên ngực từ huyết nhục vọt vào nắm đấm, hào quang bao trùm lấy cơ thể Sở Nam giờ phút này cũng đều tụ lại nắm tay. Lập tức, 35 lỗ đen biến thành chiều trạch trận không chấn động, vững như bàn thạch, uy năng đế trận quyền bạo phát ra nhất thời bị chiều trạch trận tròn vùi, người trẻ tuổi thổ huyết, bay ra ngoài đột nhiên như vậy khiến người trẻ tuổi không thể tiếp nhận. Còn sở nam thì tranh thủ thời gian, dùng tinh lực toàn thân sáp nhập vào trong chiều trạch trận được trận chi nghịch hồn nhập vào. chương 1711, ta cũng có cửa, giúp ngươi luyện kiếm. Khi chiều trạch trận sắp bị người trẻ tuổi oanh phá, trận chi nghịch hồn lập tức di động từ ngược tới nắm tay phải, duy trì lỗ đen, trôn vùi uy năng nổ tung của đế trận quyền, khiến cho âm mưu của người trẻ tuổi sắp thành lại bại. Người trẻ tuổi nhỏ ra một ngụm máu tươi, nhìn vào nắm tay phải đang tỏa ra ánh sáng chói mắt, không tin vào sự thực, thất thần lẩm bẩm. Rõ ràng ta đã sắp giết chết hắn, tại sao lại phát sinh kỳ tích? Sở Nam tập trung tinh thần, phát hiện chừng 30 lỗ đen bố trí chiều trạch trận không có thay đổi gì, chẳng qua là vị trí hai lỗ đen trong đó lệch khỏi vị trí ban đầu một chút. Nhưng chính độ lệch nhỏ bé này lại khiến chiều trạch trận phát huy ra sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Phát hiện ra điều này khiến Sở Nam vô cùng vui vẻ, trận chi nghịch hồn còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn rất nhiều. Cùng với vui vẻ, hắn còn cảm thấy nghi hoặc, trận chi nghịch hồn do hắn chế tạo ra, thôn vệ trận pháp tuy nhiều, nhưng so với trận pháp của trận tông cũng chỉ là một con số nhỏ, chỉ một chút như vậy có thể khiến trận chi nghịch hồn mạnh mẽ như vậy sao? Ngoài ra, còn có một vấn đề cân trọng hơn chính là chiều trạch quyền, sở nam dám khẳng định hắn bố trí ra chiều trạch trận cùng với chiều trạch trận do trận tông lưu lại là nhất mạch tương thừa, không có chút sai lầm, trận pháp bố trí ra có uy lực thế nào thì vừa rồi ai cũng rõ. Đồng dạng, trận chi nghịch hồn cắn nuốt trận pháp là do hắn phá ra, hiểu biết giống hắn, nhưng sao trận chi nghịch hồn lại có thể cải biến trận pháp? Điều này nói lên điều gì? Nói lên trận pháp trận tông lưu lại cũng không phải hoàn mỹ. Sở Nam nghi vấn trùng trùng, hào quang không ngừng lập lóe. Lập tức, Sở Nam cảm nhận được tin tức trận chi nghịch hồn truyền tới, không ngờ nó đã dựa vào uy năng tàn phá, khôi phục nguyên trạng của đế trận quyền, sau đó chiếm làm của riêng. Điều này, sở nam lại một lần nữa bị trận chi nghịch hồn dọa sợ. Người trẻ tuổi vẫn còn ngẩn người, hai mắt hiện lên vẻ không tin. Sở nam thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía người trẻ tuổi nói. Người còn chiêu thức gì thì sử dụng ra nốt đi, nói không chừng ngươi cũng có thể sáng tạo ra kỳ tích. Đáng chết, ngươi chỉ chiếm được chút thượng phong mà thôi, ngươi còn tưởng ngươi nhất định sẽ thắng sao. Nằm mơ đi, khi gào thét, người trẻ tuổi rút kiếm ra, cây kiếm này cũng khác thường, nhìn thoạt qua chẳng khác nào một cánh cửa nhưng kiện pháp bảo này đúng là kiếm nói thực sở nam đã gặp không ít pháp bảo quý hiếm cổ quái nhưng pháp bảo kiếm cánh cửa như vậy đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vì vậy có phần kinh ngạc người trẻ tuổi tế ván cửa lên quát đi lập tức cánh cửa kiếm bay trong hư không tạo thành vô vàn hư ảnh hư ảnh lập tức ngưng thực thể pháp ra hào quang chiếu sáng văn án bất đồng trên thân cánh cửa kiếm trận pháp huyền ảo và vũ kỹ dung hợp một chỗ công kích sở nam tiểu tử vô tri người có thể tự hào, vì đã có thể khiến ta tế ra bảo vật này. Bảo vật này ra, không thấy máu tuyệt không trở lại, người rất vinh hạnh được thưởng thức, đi chết đi. Không phải chỉ là cửa sao, ta cũng có. Sở Nam nói xong, lỗ đen ở tay phải lại phát sinh biến hóa, trở thành cánh cửa trong thư phòng kia, chỉ có điều thể thích nhỏ hơn không ít. Ánh mắt người trẻ tuổi tỏa ra tinh quang mãnh liệt, thế nhưng tốc độ công kích của kiếm ván cửa càng nhanh hơn, không cho sở Nam chút cơ hội xuất thủ, khi hào quang trên thân kiếm ván cửa giao hội, người trẻ tuổi quát trói tai kiếm ngôn khai mở lập tức một cánh cửa mở ra cánh cửa mở uy năng kích phát mở càng rộng uy năng lại càng kinh người một cánh cửa giống như thủy triều tầng tầng lớp lớp mãnh liệt động trời sở nam có phần hít thở không thông huyết nhục đau nhức nói chúng ta sẽ dùng cửa đối đầu nhau xem cửa của ai lợi hại hơn sau đó hắn đánh ra một quyền uy năng lỗ đen xoay tròn hình thành một cánh cửa lông mày sở nam dương lên Hắn phát hiện rõ ràng khi uy năng theo nắm đấm đánh ra, cửa phòng trận hắn bố trí lại có một lỗ đen phát sinh biến hóa, uy năng lập tức bạo tăng. Cửa này vừa ra, uy năng của kiếm môn va chạm vào, lập tức biến mất không chút dấu vết. Người trẻ tuổi tối sầm mặt, kiếm môn đã mở hoàn toàn, nhưng đánh vào cánh cửa của người đối diện lại không chút tổn hao. Xem ra cửa của ngươi không được rồi. Nghe Sở Nam nói vậy, người trẻ tuổi khiếp sợ, cuối cùng cũng coi Sở Nam ở cùng một trình độ, là đối thủ của bản thân người trẻ tuổi khiến mình tỉnh táo trở lại đối phương đã hai lần ra tay vậy khẳng định cũng không phải ngẫu nhiên mà là tất nhiên lúc trước cũng không phải vậy chỉ khi hào quang chuyển lên nắm đấm của hắn mới phát sinh kỳ tích người trẻ tuổi phân tích trong đầu miệng thổ huyết quát kiếm môn đóng kiếm môn đóng lại uy năng so với khi mở mạnh mẽ hơn mấy chục lần sở nam thấy vậy ngược lại xông tới một quyền lại một quyền đánh ra dùng cửa va chạm vào đụng một lần liền hủy một cái kiếm môn tốc độ của sở nam cực nhanh. Hiện tại, tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt, kiếm môn hóa ra kiếm trong chớp mắt bị phá hủy bảy tám phần, người trẻ tuổi phi thân, hét lớn. Được lắm, vậy ngươi có thể phá hủy thanh kiếm này hay không? Trong tiếng quát, người trẻ tuổi bắt lấy chuôi kiếm cánh cửa, chém về phía sở nam. Sở nam mày kiếm dựng đứng, một quyền đánh ra, cửa hiện lên ngăn cản. Uy năng trên kiếm môn lập tức không ngừng bị biến mất, người trẻ tuổi thổ huyết, dùng máu thi triển bí pháp, đồ án trên thân kiếm dần hiện ra huyết quang. Nhất thời, sở nam tế ra cửa bị nát bấy, kiếm cánh cửa tiếp tục chém xuống, người trẻ tuổi quát. Ta xem ngươi có thể dùng cái gì ngăn cản, ngoan ngoãn chịu chết cho ta. Xem ra lá bài tẩy của ngươi đã ra toàn bộ, nếu vậy ta cũng không cần tiếp tục chơi với ngươi nữa. Ngươi đang chơi với ta, người trẻ tuổi nói, trong lòng nổi lên bất an, trong nháy mắt, sở nam hóa quyền thành chảo, vũ khí cầm long đánh ra, bắt lấy đại kiếm cánh cửa. Người trẻ tuổi thấy vậy, cười nhạo, đúng là không biết tự lượng sức, chỉ bằng bàn tay máu thịt của ngươi còn muốn bắt lấy nó sao. Tìm, chữ chết còn chưa nói ra, người trẻ tuổi liền phát hiện bàn tay sở nam chỉ bắn ra chút máu tươi, cũng không hóa thành bụi phấn như hắn, xương cũng không vỡ vụn. Người trẻ tuổi vô cùng chấn động, hắn hiểu rõ kiếm cánh cửa kia là pháp bảo như thế nào. Khi người trẻ tuổi khiếp sợ không thôi, sở nam tế ra nắm đấm, nói. Ngay cả huyết nhục cũng không phá vỡ được, xem ra người cũng chỉ là loại có tiếng và không có miếng có thể gặp ngươi trong thảo nguyên trận cũng xem như là một loại duyên phận, ta sẽ giúp ngươi rèn luyện kiếm này. Từng quyền từng quyền luyện xuống đã trở thành thói quen, thành bản năng của sở nam, luyện khí quyền pháp. Chỉ có lực lượng vẫn chưa đủ, cần thêm chút lửa. Lập tức hỏa từ trong lòng bàn ta sở nam bay ra, dọc theo thân kiếm, đốt về phía người trẻ tuổi. Hỏa chính là hư hỏa, chương 1712, đại đạo tông, mưu thổ tộc, sở nam bắt được kiếm, từng quyền từng quyền đánh lên người trẻ tuổi thấy vậy cảm thấy sở nam rõ ràng không để hắn vào mắt lập tức lửa giận trong lòng thiêu đốt phừng phừng nghe nói sở nam muốn tế ra hỏa người trẻ tuổi cười lạnh tiện tay bố trí một cái tị hỏa trận nói hỏa của ngươi không đốt được ta kiếm môn còn chưa kịp nói tiếp người trẻ tuổi nhìn ngọn lửa vô cùng bình thường kia theo phản xạ lộ ra vẻ khinh thường thế nhưng trong lòng người trẻ tuổi lại càng cảm thấy bất an hơn trước trong nháy mắt hư hỏa dọc theo kiếm cánh cửa đốt tới người trẻ tuổi thiêu đốt trên da thịt. Người trẻ tuổi không cảm thấy tổn thương gì, trong lòng liền an tâm một chút, thầm nghĩ. Xem ra là ta đã quá cẩn thận, hỏa này không có một tia khí tức pháp tắc, sao có thể phá hủy tị hỏa trận của ta. Vừa nghĩ xong, hư hỏa bám ở bề ngoài trong dây lát biến mất, người trẻ tuổi nghi hoạch không thôi. Đang lúc tìm kiếm dấu vết thì hắn đột nhiên nổi giận, trong đan điền của hắn hư hỏa lành lạnh, điên cuồng cắn nuốt tâm tình người trẻ tuổi. Hư hỏa sau khi nuốt tâm tình, trở nên càng mạnh mẽ hơn, người trẻ tuổi gào thét không thôi, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận thỉnh thoảng xẹt qua chút thần sắc sợ hãi, trong miệng kinh hô. Hư hỏa, người có được hư hỏa, nói cho ta trận pháp người biết, ta sẽ cho người chết một cách thống khoái. Người có hư hỏa là địch nhân của tất cả mọi người, người nhất định phải chết. Ta chết hay không thì chưa rõ, nhưng ta dám khẳng định với ngươi, người sẽ chết trước mặt ta. Sở nam lại một quyền xuống, kiếm cánh cửa chấn động kịch liệt, lực lượng khổng lồ rơi lên trên thân thể người trẻ tuổi đang bị hư hỏa dày vò, năng lượng toàn thân không tụ tập được, người trẻ tuổi không còn chút lực chống cự, năm ngón tay không khỏi buông lỏng, kiếm cánh cửa rời khỏi tay. Cùng lúc đó, hào quang ở tay phải sở nam lại nồng đậm thêm vài phần, trận chi nghịch hồn cắn nuốt trận pháp và đồ án trên thân kiếm, sở nam nhìn chằm chằm người trẻ tuổi, nói. Đúng như lời ngươi nói, có được hư hỏa sẽ là kẻ địch của cả thiên hạ, vì vậy ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội tiết lộ tin tức. Sở Nam thu kiếm cánh cửa, một quyền đánh tới hai chân người trẻ tuổi, ngay lập tức hai chân máu xương đều nát vụn đau đớn mà chết hay thoải mái ra đi đều phụ thuộc vào một ý niệm của ngươi lại một quyền đánh ra phần dưới eo hoàn toàn biến thành bùn thịt trên thân người trẻ tuổi còn bốc lên ngọn lửa thiêu đốt huyết nhục cảm giác này còn đau đớn hơn mấy trăm lần khi sở nam dùng nắm đấm đánh hắn người trẻ tuổi không muốn chịu đựng nữa nhưng ngay cả tự bạo cũng không thể làm nổi bởi vì đan điền hắn cũng đã bị hư hỏa bao vây rơi vào đường cùng không chịu nổi đau đớn người trẻ tuổi lấy ra một túi gấm, thống khổ giết. Tất, tất cả trận, Pháp ta biết đều, ở bên trong, cho ta cái, chết thoải mái, sở nam đón lấy túi gấm, phá ân tích, điều tra một phen, nói với người trẻ tuổi. Kiếp sau chưa có gặp ta, bằng không ta sẽ khiến người chịu bi kịch lần nữa. Nói xong, kiếm cánh cửa chụp xuống, vào lúc này, người trẻ tuổi đang chịu đau đớn vô tận khóe miệng lại tươi cười, dùng chút lực lượng cuối cùng nói đệ tử đại đạo tông không phải là có thể tùy tiện giết, đồ đạc cầu ta cũng không phải có thể tùy tiện cầm. Muốn cầm nhất định phải trả giá bằng cả tính mạng, thanh âm biến mất, kiếm cánh cửa mạnh mẽ đánh lên thân thể hắn, trực tiếp nện thành bánh thịt, người trẻ tuổi không biết tên vẫn lạc trong thảo nguyên trận. Nam tử mặc áo giáp ở xa trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, không chỉ là việc sở nam chém giết người trẻ tuổi cảnh giới thần tổ mà còn cả hư hỏa. Tuy rằng hắn chỉ là một trong một nghìn người con không chút nổi bật của tộc trưởng thổ tộc nhưng hắn cũng biết võ giả có được hư hỏa đáng sợ như thế nào, càng biết người như vậy ngàn vạn lần không thể để tu vị bề ngoài mê hoặc. Sở Nam nghĩ tới câu nói trước khi người trẻ tuổi chết, nhìn túi gầm trong tay, lông mày nhíu lại, nhớ kỹ. Đại đạo tông, là tông môn như thế nào? Ngoại trừ cái tên, sở Nam hoàn toàn không biết gì về đại đạo tông, nhưng sở Nam hiểu đại đạo tông tuyệt đối không phải là một tông phái bình thường. Tu vị người trẻ tuổi kia đạt tới thần tổ cảnh, trận pháp vô cùng tinh thâm. Nếu không phải là có trận chi nghịch hồn hay hư hỏa, muốn chém giết đối phương thì Sở Nam nhất định cũng phải trả một cái giá lớn. Đại đạo tông sẽ tìm được ta, Sở Nam suy đoán trong lòng, rồi lại xuất hiện một ý niệm khác. Nếu như ta thay đổi thì sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây, Sở Nam nhếch miệng cười, hình dạng không có vấn đề gì, thần hành bách biến có thể giải quyết, chẳng qua là về tu vi. Sở Nam đã rất lâu không sử dụng thần hành bách biến không rõ sau khi tiến vào cảnh giới vũ thần, vận chuyển thần hành bách biến có thể tăng tu vi lên cảnh giới vũ tổ hay không. Vấn đề tu vi chỉ là chuyện nhỏ, đến lúc đó ta thu liếm tu vi, hoặc là giả vờ bị trọng thương, tu vi ngã xuống. Quan trọng nhất chính là thông hiểu toàn bộ đạo lý trận pháp của hắn, còn phải thuần thục những chiêu công kích kia, như vậy sẽ không dễ bị lộ thân phận. Có trận chi nghịch hồn trợ giúp, học trận pháp của đối phương, không khó. Lập tức, sở nam móc túi gấm ghi lại trận pháp ra, vừa nghiền ngẫm suy nghĩ, vừa đi tới gần nam tử mặc áo giáp. Khi chỉ còn cách mấy trăm mét, nam tử mặc áo giáp vội vàng quỳ xuống, run run nói. Đại nhân, cảm ơn ngài đã cứu tính mạng ta, ân cứu mạng này thổ phách ta tuyệt đối sẽ khắc ghi trong lòng. Không đợi đối phương nói tiếp, sở nam trực tiếp ra tay, lấy máu huyết, dùng sinh tử quyết tế luyện, sau ba phút, toàn thân đối phương run lên, thân thể cường tráng giống như đột nhiên hóa thành mì sợi, ngã xuống đất. Sở nam không để ý tới hắn, lấy ra dược liệu tốn thời gian mấy canh giờ luyện một quả đan dược lạnh giọng nói với thổ phách nuốt nó đại nhân đây là đan dược gì chỉ là đan dược khiến ngươi quên mất một số điều nên quên nói xong sở nam bắn đan dược vào trong miệng thổ phách một cỗ năng lượng tràn vào thúc giục lực lượng của đan dược không lâu sau trong mắt thổ phách hiện lên vẻ mê màng hắn cảm thấy mình đã quên một số chuyện rất quan trọng nhưng vừa nhìn thấy sở nam trí nhớ về sở nam liền dâng lên sở nam nói ta có thể khiến tu vị của ngươi tăng mạnh, bước chân vào cảnh giới thần tổ. Thổ phách nghi hoặc, ta có thể khiến ngươi tỏa sáng giữa mấy ngàn huynh đệ tỉ muội, khiến ngươi được phụ thân thưởng thức, khiến cho những người xem thường ngươi đều phải sợ hãi ngươi. Thật sao, thổ bá mở miệng hỏi, hắn sớm đã muốn dẫm đạp lên những người xem thường hắn. Sở Nam lại nói, điều kiện đầu tiên chính là ngươi phải nghe lời ta, không nghe lời ta, chết, nói những lời này, sở Nam vận chuyển sinh tử quyết, khiến thổ phách thống khổ không thôi, đến khi cảm thấy ngay cả thần hồn cũng sắp nổ tung, vội vàng nói. Đại nhân, ta nghe lời ngài, ngài nói gì ta đều làm theo. Hiện tại, nói ra những điều ngươi biết về thổ tộc. chương 1713, Mạo Danh Phế Nhân, sau 12 canh giờ, Sở Nam phá vỡ Thảo Nguyên trận đi ra ngoài, thu gốc cỏ xanh kia vào đai chữ vật, thổ phách đi theo phía sau. Sau hàng loạt thủ đoạn, hắn đã ép thổ phách nói ra tất cả tin tức đối phương biết về thổ tộc. Chỉ có điều thổ phách không quá xuất chúng, Tin tức biết không phải là nhiều, đặc biệt là những tin tức quan trọng, bí ẩn, hạch tâm thì lại càng ít, nhưng đối với Sở Nam mà nói như vậy đã đủ rồi, đặc biệt là tin tức về thổ kiếp. Lần này sau khi thổ phách trở về, liền có thể biết thêm càng nhiều tin tức. Sở Nam mang thổ phách bên người, hơn nữa tận lực cam đoan an nguy của hắn. Sở Nam đầu tư nhiều như vậy, đương nhiên không phải chỉ để thổ phách được cha của hắn thưởng thức, Sở Nam còn có hành động lớn hơn. Nhưng đối với thực lực của thổ phách hiện giờ không chịu nổi hành động lớn như vậy, hơn nữa nói ra rất có thể thổ phách sẽ bị dọa sợ, không dám hành động, lộ ra dấu vết. Vì vậy không bằng cứ từ từ, đợi khi dã tâm của thổ phách bành trướng, khi đó không cần sở nam nói thổ phách cũng tự nảy sinh ý tưởng này. Thần lai thủy hồn thân vận khẳng định không đơn giản, thổ tộc, thủy tộc, hỏa vô song, còn có mộc tộc và kim tộc nữa. Sở nam hy vọng gặp phải mộc tộc, bởi vì kim, thổ, mộc ba hệ pháp tắc chỉ còn thiếu mộc chi pháp tắc, gặp gỡ tộc nhân một tộc rất có thể sẽ là một cơ hội. Giờ phút này, tướng mạo của sở nam không như ban đầu mà là biến thành bộ dạng người trẻ tuổi kia. Vận dụng thần hành bách biến cũng không khiến sở nam có khí thức thần tổ cảnh, nhưng nó cũng không khiến sở nam quá thất vọng, khí thức tỏa ra đạt tới tổ cảnh. Đối với điều này sở nam đã thỏa mãn, hơn nữa thấu hiểu trận pháp của người trẻ tuổi, các loại trận quyền cũng có thể đánh ra, chẳng qua là bên trong không có uy năng pháp tắc, nhưng sở nam nắm chắc vừa gặp mặt sẽ không bị đối phương nhìn thấu sở nam tiếp tục hành tẩu trong hoang vu chia địa trong hư không vô tận vạn trận lão tổ đã chạy tới tòa hải không bình bí cảnh vừa tiến vào bí cảnh vạn trận lão tổ liền có hứng thú rất lớn nhưng nghĩ tới di tích trận tông vạn trận lão tổ vẫn đành dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi bí cảnh chuẩn bị sau khi xử lý xong vấn đề di tích trận tông sẽ quay lại nghiên cứu khi đi qua vụ cấm hải vạn trận lão tổ không khỏi nhíu mày một cái nhưng hắn cũng không đi tìm hiểu khi sở nam khiến người trẻ tuổi kia vẫn lạc chỗ ở đại đạo tông ngũ trưởng lão, nơi chuyên cung phụng mệnh bài, một khối mệnh bài tan vỡ, nhưng đệ tử trông coi bên ngoài không phát hiện, bởi hắn chăm chú nhập thần tu luyện, hiện giờ đang tới giai đoạn mấu chốt. Đồng thời, trong một động phủ, một lão giả đang nói. Động chủ, hai ngày nay đại đạo tông có chút kỳ quái, ta cảm thấy họ quá an tính. Quả thật có phần an tính, chẳng lẽ đại đạo tông đang muốn dở cho gì? Đáng tiếc chúng ta không có người tinh thông bói toàn như túc lão của đại đạo tông, bằng không thì chỉ cần vừa bấm đã có thể biết chúng đang làm gì. Không phải là đại đạo tông đã tìm ra phương pháp vượt qua kiếp nạn chứ. Nghe được lời vậy, ánh mắt động chủ lạnh như băng, khiến không gian chung quanh đều đông cứng. Trong mắt lão giả lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, động chủ nói. Kiếp nạn kia chính là tử kỳ của đại đạo tông, bọn chúng không có khả năng vượt qua. Chia làm hai đường, một đường toàn bồi dưỡng năng lực bói toán, xem có thể tính ra gì hay không một đường trực tiếp tới đại đạo tông sinh sự chúng muốn an tĩnh nhưng ta không cho chúng an tĩnh vâng động chủ lão giả đứng dậy động chủ suy nghĩ một hồi ánh mắt mới nhu hòa trở lại đến lúc này không gian mới khôi phục bình thường ở một nơi khác pháp phản đi tới chỗ kia đoạt được tin tức vừa bước vào lập tức có một thanh âm vang lên trong lỗ tai hiện giờ mới tới ta đã chờ ngươi rất lâu rồi lão cẩu người thật hèn hạ không ngờ lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy ta là người thắng, mà ngươi chỉ là tù nhân của ta. Pháp phản ánh mắt run lên, lạnh lùng nói, sao hài cốt bọn họ ra đây, ta đã cho ngươi rất nhiều thời gian, đáng tiếc là ngươi không biết điều, đã như vậy thì ngươi sẽ bị hủy diệt, bị hủy diệt cùng hài cốt. Vẫn không có thân ảnh nào xuất hiện, chỉ có giọng nói lạnh lùng vang lên. Trước kia ngươi không phải đối thủ của ta, hiện tại lại càng không phải. Ngươi không cần ẩn nấp nữa, nếu chân thân của ngươi tới đây, khẳng định sẽ không nói nhảm nhiều như vậy lão tử dám khẳng định tối đa cũng chỉ là một phân thân tới đây. Đúng vậy, tới đây chỉ là một phân thân, nhưng cỗ phân thân này có điểm không giống bình thường. Hắn không chết, sớm muộn cũng sẽ tìm người tính sổ. Đột nhiên Pháp Phàn nói một câu không đầu không đuôi, giọng nói kia lập tức trì trệ, Pháp Phàn thừa cơ ra tay. Vừa động thủ, lập tức thổ huyết, thi triển bí pháp, liều mạng chém giết, tiến tới vị trí hư không chấn động. Đột nhiên, tiếng hừ lạnh truyền tới, trong không gian xuất hiện một tòa tháp hình dạng giống cửu tiêu tháp như đúc. Chỉ có điều, tháp này toàn bộ dùng xương trắng luyện thành, pháp phàn vừa nhìn, khí huyết dâng lên, phát ra từng tiếng nổ vang. Trước kia dùng cửu tiêu vực trấn áp ngươi, hiện tại vẫn là dùng tháp do hải cốt tộc ngươi luyện chế mà thành để lấy tính mệnh ngươi. Trong lúc nói chuyện, tháp xương cốt rơi xuống, trong mắt pháp phàn lộ ra vẻ tuyệt quyết, quát, hải cốt tộc nhân của ta cho dù hóa thành bột phấn, biến mất giữa trời cũng không để ngươi sử dụng. Lập tức, pháp phàn lấy ra một hạt châu, nuốt vào, thân hình lập tức bành trướng rất lớn, tiếng kinh ngạc truyền ra. Người dùng chiêu này cho dù hiện tại không chết thì sớm muộn cũng sẽ suy yếu tới chết. Tiếp lão tử một chiêu, tiếng nổ ầm ầm, vang dội giữa bầu trời, uy nghiêm hơn sấm sét. Sau một lúc, tháp xương vỡ, toàn thân pháp phản đầy vết thương, máu tươi bắn ra, thân thể to lớn nhanh chóng co lại. Pháp phản khẽ cắn lưỡi, chứng kiến một bàn tay từ trong hư khun chột tới, pháp phản đánh một quyền lên đan điền, thân thể lập tức biến mất tuy rằng pháp phản rất quyết đoán nhưng trong nháy mắt khi biến mất cánh tay kia đột nhiên hóa thành một thanh thương đâm chung thân thể pháp phản như muốn nổ tung pháp phản biến mất thân ảnh kia vẫn không xuất hiện chỉ có thanh âm quanh quẩn không ngờ lại để cho hắn chạy thoát chỉ có điều dưới tình huống thực lực hắn khôi phục lại sử dụng bí pháp chịu ta một kích kinh mạch có lẽ đã đứt đoạn đan điền bị phá hủy hy vọng sống sót rất nhỏ cho dù sống sót cũng là một tên phế nhân nhưng tốt nhất vẫn nên đề phòng vẫn cứ tìm hắn tự tay hủy diệt. Hơi dừng lại một lát, lại có một giọng nói vang lên. Người kia đương nhiên không dễ chết, cho dù xương cốt vỡ vụn đi nữa, ta cũng không thể xem thường, cần phái một người đi. Giọng nói biến mất, nơi này khôi phục vẻ an tĩnh, chỉ còn phấn trắng bay trong hư không. Thiên Vũ Đại Lục, Di Tích Trận Tông, Sở Nam sau khi phá vỡ trận pháp thứ 26 thấy được một cây trúc khô cách đó không xa. Chương 1714, trốn vào ma thú trận, trúc khô, 13 đốt. Sở Nam nhìn cây trúc khô, nhíu mày suy tư, lúc trước gặp đều là đá, bùn, cỏ, không chút thu hút. Nhưng gốc trúc khô này lại hấp dẫn lực chú ý của người khác, không rõ bên trong là trận pháp gì. Nghĩ vậy, Sở Nam và Thổ Phách đi tới trước trúc khô, Sở Nam nói. Cùng ta nắm lấy cây trúc khô, vâng, đại nhân, Sở Nam đưa tay chụp tới. Giờ khắc này, bên trong trúc khô đã có không ít người. Nhưng những người này cũng không phải tập trung một chỗ mà phân tán ở những tầng khác nhau ví dụ như lôi nhụy chính là vượt qua tầng 4, ở trong tầng 5. Lôi nhụy nhíu mày, nhìn 99 pho tượng ma thú, không mạo muội sông lên, chỉ nói. Tầng thứ 5, trận pháp này tổng cộng có bao nhiêu tầng? Trúc khô có 13 đốt, có phải mỗi đốt chính là một tầng? Vậy trên tầng 13 là thứ gì? Giọng nói vừa dứt sau lưng có một giọng nói vang lên. Không ngờ có người đi trước lão phu một bước, hơn nữa còn là một bé gái. Lôi nhụy quay lại, thấy ba người, người nói chuyện là lão giả có tròm dâu dê đứng giữa. Lôi nhụy biểu hiện bên ngoài không đổi, nhưng trong lòng đã suy nghĩ. Không chút tiếng động tiến tới sau lưng ta, ba người này cũng không phải người yếu, đặc biệt là tên tròm dâu dê kia, sâu không lường được. Nghĩ như vậy, lôi nhụy liền không để ý nữa, nàng không muốn khiến có nhiều phong ba xảy ra, dù sao nơi đây cũng không phải địa bàn của nàng. Tròm dâu dê thấy vậy, hiên lên dáng tươi cười, đi lên phía trước, hai người sau lưng cũng vội vã đi theo. Tròm dâu dê chính là ngũ trưởng lão, hai người sau lưng tuy không phải đệ tử dòng chính của hắn nhưng cũng đều thuộc nhất tông. Sau khi tiến vào cột sáng, tất cả mọi người tác ra, nhưng khi tiến vào trong trận trúc khô thì gặp lại nhau, ngũ trưởng lão liền dẫn hai người theo, dù sao nhiệm vụ của bọn hắn cũng rất quan trọng. Bất quá, khi những trận pháp kia sụp đổ trước mặt, không ngăn cản nổi bước tiến của hắn, trong lòng ngũ trưởng lão trầm lại, cảm thấy di tích trận tông quá tầm thường, nghĩ. Trong đây có thứ gì có thể khiến trưởng môn để mắt, ngũ trưởng lão bước qua bên người lôi nhụy dừng bước nói ngươi rất biết điều nếu như muốn mạng sống thì đi ao tất cả đồ vật trên người ra đây kể cả quần áo bằng không thì nghe ngũ trưởng lão bắt lôi nhụy thoát y hai tên đệ tử phía sau lập tức hai mắt bắn ra hào quang nhìn vào dáng người yểu điệu uyển chuyển của lôi nhụy trong lòng sinh ra ý dâm hận không thể lột trần lôi nhụy ngay lập tức lôi nhụy lửa giận ngập trời nàng lạnh lùng quát bằng không thì như thế nào chết ngũ trưởng lão thản nhiên nói một chữ giống như là giết một con sâu cái kiến vậy ngũ trưởng lão làm thế là vì một câu nói của trưởng môn cần thu tất cả đồ vật trong di tích trận tông lại không thiếu một thứ mang về tuy rằng ngũ trưởng lão nghĩ mãi không rõ vì sao thế nhưng chữ giết những giải thưởng khổng lồ kia hắn lại hiểu nhớ rõ cho nên hắn sớm ra kế hoạch ngoại trừ nhóm người bọn họ tất cả người khác đều phải chết tất cả đồ vật trên người đều thu lấy lôi nhụy cười lạnh từ khi bắt đầu ngươi đã muốn giết ta đúng không tiểu nữ oa thật thông minh vậy ngươi càng phải chết, vạn nhất ngươi cất giấu thứ gì thì sẽ không tốt. Ngũ trưởng lão nói xong, một chỉ đánh tới lôi nhụy. Lôi nhụy trừng mắt, một đạo sấm sét màu tím phá không đánh xuống, ngũ trưởng lão dùng mình, ngón tay a à run lên, lập tức đọa sấm sét máu tím kia vần quanh ngón tay ngũ trưởng lão, quay vòng. Lôi nhụy thấy vậy, càng kinh ngạc hơn, tên dâu dê này lại mạnh tới vậy, có thể dễ dàng tiếp đón sấm sét của ta, không biết là thần thánh phương nào. Ngũ trưởng lão đưa tay trái lên, vung vẩy trong không chung một phen, cuối cùng vẽ một vòng trong, dẫn đạo sấm sét màu tím kia vào trong vòng. Vừa vào trong, sấm sét màu tím lập tức nổ tung, ngũ trưởng lão cuối cùng cũng quay đầu, nhìn lôi nhụy nói. Màu tím, tộc nhân lôi tộc, hơn nữa còn là nhất mạch trực hệ vương giả. Nghe vậy, lôi nhụy càng nhíu mày chặt hơn, bởi vì nàng không hề nghe thấy vẻ kinh hoàng trong những lời này, giống như đối phương căn bản không hề e ngại thân phận nhất mạch vương giả lôi tộc. Ngươi là ai? Lão Phu là ai, người không có tư cách biết rõ. Lôi nhụy ánh mắt lạnh băng, nói nàng không có tư cách, rất ít người, đặc biệt là sau khi biết rõ thân phận của nàng. Nhưng lôi nhụy không hề kích động, trong lòng lại nghĩ tới ma thú trận trước mặt. Ngũ trưởng lão tiếp tục nói, ngươi chỉ cần biết hôm nay ngươi nhất định sẽ chết, ngươi không sợ lôi tộc trả thù sao, lôi chú đỉnh sẽ biết sao. Lời nói này vừa ra, lôi nhụy lập tức tế ra sấm sét đầy trời, quát lạnh tên của cha ta há có thể để ngươi khinh nhờn, đón lấy sự trừng phạt của sấm sét đi. Lôi nhụy xông tới, muốn liều mạng với ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão đưa tay ngăn chặn tử lôi, hai người sau lưng ra tay với lôi nhụy. Thân thể lôi nhụy nhảy lên hư không, đột nhiên hóa thành một đạo tử lôi, trong chớp mắt tiến vào ma thú trận. Lần đầu tiên lông mày ngũ trưởng lão nhíu lại, tuy rằng hắn không để thân phận lôi nhụy vào mắt, nhưng lôi tộc cũng không phải nói là có thể diệt, sẽ mang lại phiền toái nhất định phải trong di tích trận tông thần không biết quỷ không hay mà tiêu diệt đối phương ngũ trưởng lão nói hai người các ngươi trông coi ở đây hắn mà đi ra lập tức giết chết nói xong ngũ trưởng lão lấy ra một đồ vật đen xì nếu không địch lại tế nổ vật này tuyệt không để nàng ta chạy ra ngoài hiểu chưa nếu ai không hết lòng hậu quả như nào các ngươi đều hiểu vâng ngũ trưởng lão hai người thần sắc ngưng trọng Lúc này ngũ trưởng lão mới lách mình tiến vào trong ma thú trận, miệng thì thầm. Ngươi cho là trốn vào trong ma thú trận liền có thể thoát sao? Quá ngây thơ rồi, tiến vào trong trận, đó mới chính là địa bàn của lão phu, sinh tử chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Xác thực hiện tại lôi nhụy rất khó chịu, tầng 5 mạnh hơn tầng 4 không chỉ một tầng. Bốn tầng trước, dựa vào tử lôi, lôi nhụy mới nhẹ nhõm xông qua. Nhưng ma thú trận trước mắt nàng căn bản không thể giải quyết trong nháy mắt, quan trọng nhất là sau lưng còn có người đang đuổi giết. Người đó là thần thánh phương nào, giống như là không coi lôi tộc vào đâu. Đúng lúc này, lôi nhụy giật mình, cảm thấy kên thuộc sông lên đầu. Dù lôi nhụy giờ rất khó chịu, nhưng vẫn lộ ra vẻ tươi cười. Hắn đã tơi, ngay lập tức nàng liền ảm đạm, hắn tới cũng vô dụng. Với thực lực của hắn cũng không phải đối thủ của tròm dâu dê, làm sao bây giờ? Hắn, đương nhiên chính là sở nam. Sở nam tiến vào trong trúc khô, đập vào trong mắt chính là 18 đồng nhân kim quang lập lòe, bên cạnh còn có mười mấy người, tu vị đều là thượng tổ cảnh. Trên khuôn mặt những người này đều ngưng trọng, đột nhiên một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, mọi người lập tức biến sắc. Lại chết một người rồi, bầu không khí vô cùng trầm trọng, khoảng 10 người nhưng không ai dám đi vào trong, một người tiến lên ba bước liền lui về sau. Sau khi nhìn một phen, sở nam liền đi về phía trước, hành động này của sở nam đã hấp dẫn ánh mắt của đám đông chương 1715, đồng nhân biến mất, hơn 10 ánh mắt đều tập trung lên người sở nam, khi quay đầu lại trên mặt đều hiện lên thần sắc kính nể. Dù sao trong thời khắc này còn dám xông đồng nhân trận nhất định là người gan dạ, phi phàm, tu vị khẳng định cũng rất cao, dù thế nào cũng phải là một cao thủ thần tổ cảnh. Thế nhưng khi họ chứng kiến sở nam mới phát hiện suy nghĩ của mình lầm rồi, không chỉ sai mà có rất kỳ quái. Người tới chỉ có tu vị thượng tổ cảnh, tất cả mọi người đều nhao nhao lên tiểu tử này có phải là ngốc hay không, ngay cả chân tổ cảnh cũng không dám xông vào, một tên thượng tổ cảnh như hắn xông vào trong không phải tìm chết thì là gì. Đương nhiên không phải tìm chết, các người không phát hiện tay phải đối phương đã sáng lên sao. Tia sáng này có phần tương tự với kim quang của đồng nhân, nói không chừng hắn là thân thích của đồng nhân, vì vậy đồng nhân liền thả hắn qua. Huynh đệ, sự can đảm của ngươi quả là khiến người khác khâm phục. Ngươi nhất định có thể vượt qua, ta tin ngươi. Lời này, phối hợp giọng ngọt sắt, còn có phần quái gở, cũng không phải là cổ vũ mà là châm chọc, miệt thị. Những người khác nghe vậy đều cười lớn, tất cả không ai xem trọng sở nam, đều nhận định sở nam sẽ chết không còn nghi ngờ gì nữa, đương nhiên, còn có cả thổ phách sau lưng sở nam. Thổ phách vẫn bộ dạng oai hùng bệ vệ, khí phách hiên ngang, chứng kiến vẻ kiêu ngạo quen thuộc, cùng ánh mắt xem thường, trong lòng không khỏi hưng phấn. Đợi lát nữa đại nhân khiến cho đám không có kiến thức các ngươi sợ dạp xuống đất. Thần tổ là cái dám gì? đại nhân một đao cũng có thể chém chết. Trước mắt bao người, sở nam mang theo thổ phách tiến vào đồng nhân trận, lập tức có ba đồng nhân cầm pháp bảo sắc bén trong tay chém tới. Ba vị trí chém tới đều là nơi chí mạng, côn chọc đan liền, đao bổ đầu, kiếm đâm tim. Đao, kiếm, côn mang theo tiếng gió vù vù, không chút kỳ chiêu, chỉ có lực lượng hung mãnh. Sở nam không né không tránh, sử dụng vũ khí cầm lòng, định bắt tất cả vũ khí lại. Sở nam đối với vũ khí cầm long có thể nói là tinh thâm, trăm phát trăm chúng, nhưng lúc này lại mất đi hiệu lực, sở nam bắt vào khoảng không. Đao kiếm côn đột ngột dừng lại, sau đó lui nhanh về phía sau, khi sở nam còn đang kinh ngạc thì tiếp tục đánh tới, vẫn là những chiêu thức trước kia, vẫn tấn công đan điền, đầu, trái tim. Thú vị, chỉ dựa vào trận pháp đã có thể khống chế đồng nhân đến tình trạng chính xác như vậy quả là vô cùng hiếm thấy. Vừa khéo, có thể mượn đồng nhân trận rèn luyện đốc độ ra chiêu. Sở nam thầm nghĩ, hăng hái ra tay, đằng sau, thổ phách cũng bị đồng nhân công kích, hắn kiệt lực chống đỡ lại. Sở Nam càng đánh càng hưng phấn, hắn phát hiện một điều thú vị, tốc độ của hắn tăng lên, tốc độ của đồng nhân cũng tăng lên theo, giống như vĩnh viễn nhanh hơn Sở Nam nửa bước. Ta không tin người vĩnh viễn nhanh hơn, Sở Nam để kinh mạch tốc độ Chu Thiên tuần hoàn nhanh hơn, khi đạt tới 18 Chu Thiên, rốt cục đao kiếm côn cũng bị Sở Nam bắt trong tay. Chỉ có điều ngay vào thời khắc bắt lấy, đao kiếm côn lập tức biến mất, trở về trong tay ba tên đồng nhân, đồng thời có ba đồng nhân khác tham gia chiến đấu. trong mắt Sở Nam hiện lên vẻ kinh ngạc, không phải là vì thực lực những đồng nhân kia biểu hiện ra mà là vì thủ đoạn khống chế quỷ gì kia. những trận pháp việt diệu này sao có thể bỏ qua? thân ảnh của Sở Nam xuyên qua đồng nhân trận, trận chi nghịch hồn ở tay phải tỏa ra hào quang, tất cả đồ án trong đồng nhân trận hiện ra. Sở Nam ghi nhớ phá trận, tình hình của thổ phách ngày càng nguy hiểm. bên ngoài bầu không khí không chút nặng nề, ngược lại đều rất thoải mái, hơn người người kia bắt đầu đánh cuộc một người nói. Các người thử nói xem hai người kia có thể kiên trì trong đồng nhân trận bao nhiêu thời gian. Tuyệt đối không quá 10 phút, cứ đùa, tu vị thượng tổ cảnh có thể kiên trì 10 phút. Một tên võ giả chân tổ cảnh khi trước mới kiên trì nổi 7 phút. Ta cá hắn nhiều nhất kiên trì được 5 phút đồng hồ, ta đồng ý dùng ba kiện tổ bảo để đánh cược. Ta cá không vượt quá 3 phút, dùng đan dừa cửu phẩm, thần kỹ đan làm tiền đặt cược. 2 phút, một quyền vũ quyết thiên giai thượng phẩm. Những người này lấy ra tiền đặt cược đều không tầm thường, nhưng không ai dám tiếp nhận, bởi tất cả đều cho rằng sở nam không chịu nổi. Rất nhanh, một phút đồng hồ trôi qua, trong nháy mắt, hai phút đã gần tới, tên vũ giả dùng vũ quyết thiên giai thượng phẩm làm tiền đặt cược thầm niệm trong lòng. 10, 9, 3, 2, 1, chữ một đã ra, nhưng trong đồng nhân trận vẫn yên lặng, không hề có tiếng thét thảm thiết nào vang lên. Người này thấy mình suy đoán sai lầm, sắc mặt hiện lên vẻ giận dữ. Chết tiệt, tiểu tử này có thể kiên trì được 2 phút, chẳng lẽ là do nguyên nhân hai người đi vào. Thầm nghĩ trong lòng, 3 phút lại trôi qua, một tên khác khó chịu. Nhưng sau 5 phút, hắn lại cảm thấy sợ hãi, bởi sở nam đã ở trong đồng nhân trận trọn vẹn 8 phút, so với tên chân tổ khi trước còn lợi hại hơn. Chẳng lẽ nhiều người lực lượng lớn, nếu dựa vào số người mà nói, đến lúc đó có thể tạm thời hợp tác với những kẻ khác, liên thủ xông qua đồng nhân trận. Không ít người nghĩ như vậy, lập tức nhận định. Cho dù là hai người hợp tác, bọn chúng khẳng định cũng không sống quá nổi 10 phút. Chớp mắt, 15 phút trôi qua, những người đứng ngoài đều mất bình tĩnh, không tin nói. Hai người kia sao có thể kiên trì lâu như vậy? Có phải hay không là đã chết bên trong? Ưm, ừ, khẳng định là vậy. Tiếng "Ưm" vừa vang lên, một tiếng hét thảm vang lên. Nếu tiếng hét này truyền tới từ 10 phút trước, nhất định tất cả sẽ cười vang, nhưng vào lúc này lại khiến cho cơ mặt bọn họ không khỏi run rẩy không ngờ có thể kiên trì lâu như vậy, chỉ có điều vô ích mà thôi, vẫn là chết rồi, đã chết thì kiên trì 3 phút cùng 15 phút cũng chả khác gì nhau. Mười mấy người đều nhận định tiếng hét này đại biểu cho một người ngã xuống, ánh mắt bọn chúng đan vào một chỗ, sau đó khẽ gật đầu, đạt thành hiệp định. Chờ thêm một chút, bọn hắn liền liên thủ xông vào đồng nhân trận, hai tên tôm tép thượng tổ cảnh có thể kiên trì lâu như vậy, bọn họ nhiều người, muốn phá vỡ đồng nhân trận hoàn toàn không có vấn đề gì. Kế tiếp, bọn hắn chờ tiếng hét thứ hai vang lên. Thế nhưng, 3 phút, 10 phút, từng phút từng phút nhanh chóng trôi qua nhưng tiếng hét thảm thứ hai vẫn không vang lên. Bọn hắn nhìn chằm chằm phía trước, chứng kiến 18 đồng nhân đều lắc lư rất nhanh. Điều này nói rõ thập bát đồng nhân trận đã hoàn toàn vận chuyển, còn lúc trước mới chỉ là 14 đồng nhân mà thôi. Trong lòng mọi người nghi vấn trung điệp, có người thầm nghĩ. Chẳng lẽ tên tiểu tử kia ẩn tàng tu vị, hắn không phải là thượng tổ cảnh mà là thần tổ cảnh hay sao? Bọn hắn đoán đúng một nửa, sở nam đúng là đã ẩn tàng tu vị, nhưng tu vi chân thật không phải là thần tổ cảnh mà chỉ có cảnh giới vũ thần. Đúng lúc này, một người hoảng hốt nói, đồng nhân trận đình chỉ vận chuyển, không đúng, là biến mất, chương 1716, không trận nào không thể phá. Đồng nhân biến mất, mười mấy người căn bản không dám tin vào mắt mình, theo phản xạ muốn dùng thần niệm điều tra, nhưng sau đó liền phát hiện thần niệm trong trận pháp căn bản không có chút tác dụng. Bất đắc dĩ, bọn chúng đành cố gắng dùng mắt nhìn kỹ, đúng là thiếu đi một đồng nhân. Sao có thể thiếu đi? Đây là nghi vấn của tất cả mọi người. Bọn hắn tới sớm vì vậy đều biết rõ, người tiến vào một là xông qua, hai là chết trong trận. Sau đó đồng nhân trận liền khôi phục bình thường, chờ người vào tiếp theo. Thế nhưng hiện tại đồng nhân thiếu một một cái. Ngay khi bọn hắn đang khiếp sợ, lại có người hoảng hốt hô. Mau nhìn, lại không thấy một đồng nhân nữa. Hai cái rồi, không phải hai, là ba, không đúng, là bốn tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, tất cả bọn hắn đều điên cuồng. Trong thời gian nửa canh giờ, có tám đồng nhân biến mất, trong lúc khiếp sợ, nghi vấn lại sinh ra. Trong đồng nhân trận xảy ra chuyện gì? Là do tiểu tử kia làm ra hay sao? Trong đồng nhân trận, sở nam vẻ mặt mừng rỡ. Với tốc độ phá trận lúc đầu, muốn bài trừ đồng nhân trận trong thời gian ngắn vô cùng khó khăn. Thế nhưng sau khi sở nam bài trừ một ít đầu mối, khiến cho trận chi nghịch hồn cắn nuốt, từ đó về sau trận chi nghịch hồn liên tục cung cấp cho hắn những nhắc nhở quan trọng. Chính vì vậy sở nam phá trận thế như trẻ tre, nước chảy mây trôi, không hề có chút ngăn cản. Trận pháp bị phá, muốn xông qua đồng nhân trận cũng là chuyện dễ dàng. Sở nam chuẩn bị xuyên qua, đúng lúc này nhớ tới những đồng nhân kia, nhớ tới uy năng cường đại chúng bộc phát ra, bản thân hắn đánh xuống cũng không thể phá vỡ, vì vậy trong lòng nghĩ. Mấy đồng nhân này so với pháp bảo còn lợi hại hơn, cũng không phải giống như thư phòng, tất cả đều do trận pháp ngưng tụ thành, mà tất cả đều là thực thể. Không rõ đồng nhân này có thể dùng như pháp bảo, sử dụng tích mạch quyết cắn nuốt dung nhập. Vừa tự hỏi, sở nam liền dùng tay bắt lấy một đồng nhân, vận chuyển tích mạch quyết. Điều khiến hắn kinh hỉ chính là tích mạch quyết vô cùng cường đại, đồng nhân bị thôn dung năng lượng vô cùng khổng lồ, tuy rằng không thể thỏa mãn việc mở kinh mạch, nhưng mở tinh thần huyệt khiếu cũng đã đủ rồi. Một đồng nhân khiến sở nam mở ra năm tinh thần huyệt khiếu tích mạch bí quyết liên tục cắn nuốt 8 cái mới có thể mở ra 40 tinh thần huyệt khiếu trong cơ thể. Sở Nam muốn tiếp tục, nhưng ba tinh thần huyệt khiếu tiếp theo vô cùng quan trọng, cần phải suy diễn cẩn thận, vì vậy đành thôi. Tuy nói tinh thần huyệt khiếu không thể mở ra, nhưng Sở Nam không có ý định bỏ qua những đồng nhân này. Đồng nhân hữu dụng với ta, vậy khẳng định càng hữu dụng hơn so với địa luân bàn hồn. Lúc này, Sở Nam tiếp tục thôn dung, hóa thành năng lượng rót vào địa luân bàn hồn, để địa luân bàn hồn hấp thu. Địa luân bàn hồn hấp thu những năng lượng này, lập tức hoan hô. Đại ca, người tìm đâu ra những năng lượng này, quá tuyệt vời. Ăn ngon chứ, ưm, ừ. kết quả, mười mấy người bên ngoài liên tục chứng kiến đồng nhân biến mất. Bọn hắn không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả tâm tình khiếp sợ, đại khái một canh giờ sau có người thì thầm. Hình như chỉ còn lại một đồng nhân nữa, đồng nhân này cũng sẽ biến mất sao. Tiếng nói vừa dứt, đồng nhân cuối cùng biến mất trước mắt bọn hắn, ngay lập tức, hơn 10 người có thể chứng kiến tình cảnh phía trước, thứ đập vào mắt đầu tiên là hai thân ảnh. Không có khả năng, tại sao hai người đều sống? Ta rõ ràng đã nghe thấy một tiếng hét thảm, đáng nhẽ một tên đã chết mới đúng. Thổ Phách nhìn đại nhân, lúc này đi lên phía trước, nói: Ai nói kêu thảm khẳng định sẽ chết, một đám mắt chó nhìn người kém, nói thêm một câu ta liền cắt lưới các ngươi. Người khác không rõ ẩn tình bên trong, nhưng bản thân Thổ Phách lại hiểu nếu không có đại nhân cứu giúp, vậy hắn đã bị mất mạng rồi chứng kiến những ánh mắt sợ hãi kia, thổ phách vô cùng yêu thích, đồng thời càng tin tưởng lời của sở nam, trong lòng thì thầm. Giờ có thể khiến đám người này khiếp sợ, vậy tương lai cũng có thể khiến đám huynh đệ tỉ muội kia khiếp sợ, có thể dẫm bọn hắn dưới chân. Sở nam không can thiệp việc thổ phách huy phòng, ngược lại còn thêm ủng hộ. Bởi hắn muốn bồi dưỡng tâm tình kia cho thổ phách, sở nam nghĩ về lúc phá đồng nhân trận. Đồng nhân trận tuy rằng sắc bén, nhưng đủ mạnh vẫn có thể xông qua, cường giả như thần tổ cảnh muốn qua cũng không khó di tích trận tông làm vậy có ý gì? Thực lực, trận pháp. Sau đó, sở nam nghĩ tới trận chi nghịch hồn đại triển thần uy trong đồng nhân trận, thì thầm. Tác dụng của trận chi nghịch hồn quá lớn, nếu như trận chi nghịch hồn đủ mạnh mẽ, bản thân có thể nuốt trận, phá trận, vậy có thể tiết kiệm cho ta rất nhiều thời gian. Thời gian, sở nam lập tức nghĩ tới trận đồ trong cấm vụ, rất có khả năng liên quan tới thời gian. Trận đồ này hắn không phá giải ra, nhưng dùng năng lượng vẫn có thể vẽ ra trận pháp. Sở Nam bố trí trận pháp đó trong nắm đấu, lại để trận chi nghịch hồn thôn phệ. Đợi khi Thổ Phách đã vui đùa xong, Sở Nam mới lên tiếng. "Đi thôi." Sau đó hắn bước lên 13 bậc thang kia, Sở Nam lên tiếng, Thổ Phách đương nhiên không dám chậm trễ, vội vàng đuổi theo. Chứng kiến hai người Sở Nam rời đi, trái tim mọi người mới trở lại bình thường, sau khi thân ảnh hoàn toàn biến mất, một tên thở dài nói. "Hai người kia quá tà môn rồi, chỉ có điều như vậy cũng tốt, bọn chúng phá vỡ đồng nhân trận." Như vậy chúng ta có thể trực tiếp đi lên, coi như là hai người bọn họ làm một việc tốt." Người này hưng phấn nói, hưởng thụ cảm giác không làm mà hưởng, thế nhưng tiếng nói đột nhiên im bặt, bởi cầu thang thông lên tầng 2 theo thân ảnh Sở Nam biến mất mà cũng biến mất. Nói cách khác, đường từ tầng 1 tới tầng 2 đã không còn. Nhất thời, mọi người xôn xao cả lên, đây là chuyện gì? Hắn phá trận khiến chúng ta không trận để phá, ngay cả cơ hội liều mạng cũng không có. Làm sao bây giờ, không thể lên không thể ra chẳng lẽ chúng ta bị vây ở chỗ này chết tiệt sớm biết vậy thì bắt hai người bọn họ chém giết vậy chúng ta có thể thuận lợi đi lên rồi đúng vậy bọn chúng nói sở nam không nghe được hắn đang đi trên một đường nhỏ ở vách núi xung quanh cuồng phong rít gào phía trên cự thạch rơi xuống sở nam đi về phía trước dùng phá thiên quyền đánh bay cự thạch nhìn những cự thạch kia chẳng qua chỉ bị đánh bay mà không bị đánh nát ánh mắt sở nam run lên những cự thạch này chẳng lẽ giống như đồng nhân, có thể thôn dung sao? Lập tức, sở nam đưa tay phải lên, gọi trận chi nghịch hồn, cùng nhau phá trận. Ngay lập tức, trận pháp trên vách đá hiện ra, chương 1717, cá vượt long môn, tu vi khôi phục, trận pháp trên vách núi đá không phải chỉ tồn tại độc lập, mà có liên hệ với gió thổi xung quanh, cự thạch rơi xuống. Trận pháp này khiến sở nam nghĩ tới kinh mạch tốc độ trong cơ thể, nhớ tới phù diêu trực thượng cửu vạn lý, không gian tuần hình, thiên nhai chỉ xích gặp trận phá trận, trận chi nghịch hồi đại triển hùng phong. Sở Nam phá vỡ trận pháp, đường mòn nhỏ bé biến thành đại lộ bằng phẳng. Sở Nam không tiếp tục phá vỡ mà dừng lại, chộp lấy những cự thạch kia, thôn vệ năng lượng bên trong. Mặt khác, hắn tế ra vòng xoáy, hấp thu gió thổi bốn phía. Luồng gió đầu tiên thổi tới Sở Nam, Sở Nam liền cảm nhận được, thấy được những gió này khác hắn những gió mà hắn thấy qua, bất kể là gió bình thường hay niết phong đều có điểm khác biệt. Sở Nam cảm nhận kỹ càng, lại hiểu rõ hơn, biết gió ngoại trừ cây thổi, nhiều bão sinh ra, còn có cả vận động, khí lưu, độ ấm sinh ra Mà lúc này có phần quỷ dị, những gió này vì gì mà sinh, có phải là vì trận, vô duyên vô cớ mà thành Sở Nam đương nhiên hiểu rõ chỗ tốt của chống giống sinh ra gió Gió nhập cơ thể cũng không tiêu tán mà thực sự tồn tại, bởi vậy có thể thấy được gió này tồn tại chân thật, có năng lượng, không chút giả dối Trận phá gió tan, Sở Nam dùng âm dương ngư luyện hóa gió lập tức cảm thấy khác thường nhưng cụ thể là thứ gì thì không rõ ràng lắm trong cự thạch quả nhiên ẩn chứa năng lượng sở nam dùng tích mạch quyết cắn nuốt dung nhập sở nam trông thấy vách núi đá hai mắt sáng lên nếu đã cắn nuốt vậy thì làm cho chót lập tức tay trái sở nam phá vách núi đá lập tức năng lượng minh mông tràn vào cơ thể phương pháp này cũng chỉ có dạng siêu cấp biến thái như sở nam mới có thể áp dụng không buông tha bất kỳ một thứ gì có tác dụng với sự phát triển của hắn Ngũ trưởng lão đi qua nơi này cũng có thể làm được, nhưng lão khinh thường làm vậy, trực tiếp giống như đi trong hoa viên nhà mình. Vách đá đằng sau với tác động mạnh mẽ của Sở Nam mà chấn động kịch liệt, còn vách núi phía trước trận pháp chưa bị phá vẫn bình yên vô sự, không chút rung lên. Sở Nam niên cuồng cắn nuốt, cảm thấy tu vị của mình buông lòng, phát hiện không bao lâu nữa là có thể khôi phục cảnh giới vũ thần, trong lòng càng thêm vui sướng. Tu vị với hắn vô cùng trọng yếu, gom đủ pháp tắc ngũ hành, ta liền toàn lực tiến vào cảnh giới vũ tổ. Khi Sở Nam tiến vào tầng thứ hai, tình hình lôi nhụy trong ma thú trận tầng năm càng thêm nguy hiểm. Tuy nàng đã đọc qua không ít trận pháp, nhưng còn kém đạt tới tinh thông rất xa. Nếu không phải dựa vào sấm xét màu tím và nhiều át chủ bài khác, lôi nhụy sớm đã ăn thiệt hỏi lớn. Trái lại, ngũ trưởng lão giống như bình thường, mỗi bước đều đạp lên vị trí an toàn, giống như ma thú trận do hắn bố trí. Ngũ trưởng lão đã biết rõ vị trí của lôi nhụy, còn biết lôi nhụy khó chịu, trên mặt không khỏi tươi cười. Không cần gấp gáp. Rất nhanh lão phu sẽ giải trừ đau đớn cho ngươi." Thanh âm xuyên qua trận pháp, như khe nước vòng quanh núi, truyền vào tao Lôi nhụy. Lôi nhụy không khỏi cả kinh, thất thần, lập tức bị ma thú hình hổ đánh trúng, bay tới trước mặt ma thú hình cá. Con ma thú hình cá này mở miệng rất rộng, Ngũ trưởng lão thấy vậy, mỉm cười, xem ra không cần ta ra tay, ngươi đã nhập bụng cá, táng thân rồi. Đang cười, đột nhiên Ngũ trưởng lão biến sắc, nói: "Không tốt, cá vượt Long môn, qua liền hóa rồng." Đường này không hẳn phải chết, tất có cơ hội hóa rồng, tiến vào tầng thứ sáu. Ngũ trưởng lão lập tức ra tay, muốn cải biến ma thú trận. Đúng lúc này, lôi nhụy bóp nát một hạt châu màu tím, hạt châu nổ tung, không có nổ tung ma thú hình cá, ngược lại có một cỗ lực lượng mạnh hơn đẩy lôi nhụy tiến vào bụng cá. Lôi nhụy thấy đây không phải tử lộ, mà là một lối đi, cuối thông đạo là bậc thang nàng vô cùng quen thuộc, không chút do dự, lôi nhụy tiến lên. Ngũ trưởng lão sắc mặt trầm xuống, không ngờ trong lúc vô tình ngươi lại tìm được sinh lộ, coi như ngươi may mắn. Nhưng tiếp theo ngươi phải chết không nghi ngờ gì nữa. Ngũ trưởng lão dùng tốc độ nhanh nhất phá trận, đi về phía ma thú hình cá. Hai người kia vẫn còn canh giữ bên ngoài ma thú trận. Khi lôi nhụy bị ngũ trưởng lão đuổi giết, trong một không gian trận pháp ở di tích trận tông, một lão giả vẻ mặt lo lắng. Hy vọng tiểu thư không xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tìm được tiểu thư, nếu ai dám gây bất lợi với tiểu thư. Ta, trong ánh mắt lão giả hiện lên sát cơ, sát cơ hóa lôi. Cửu vũ trong trận đồng ruộng si mê, hắn đang suy nghĩ cách sử dụng kiếm chém ra sinh cơ. Hành giả rơi xuống đệ nhị tử, điện chủ đã đốt lửa, bắt đầu nấu thức ăn. Kinh thiên chiến côn trong tay chiến thần, đã có thể bắn ngược 8 lần. Đúng lúc này, trong trận của hắn xông tới một người, chiến thần cười lớn nói. Thật tốt quá, rốt cục cũng có người vào, nhanh tới thêu hoa cho ra ra. Úc bách hồi bò tới sườn núi, hắn tập trung phá trận thì phát hiện chân núi xuất hiện thêm một người. Thường danh ca đã có thể đánh nửa khúc, trong khúc trong vẹn, hư hỏa nổi lên một thân ảnh mông lung, ngoài ra thường danh ca phát hiện tuy rằng đánh đàn rất mệt, nhưng tu vị đã có phần buông lòng. Bên kia, phu xạ không tìm ra phương pháp thoát khỏi mê cung, càng không may, thực lực của hắn giảm xuống không ít. Nhóm người đại trưởng lão, tam trưởng lão cũng phát hiện bậc thang. Khi đoàn người bước lên, tiến vào trận pháp, thiên tử cũng lên theo, miệng nói có nên phá hỏng quy tắc trò chơi một chút hay không? Tộc nhân thỏ ngọc phân tán trong trận hình giờ phút này đang gặp trắc trở. Bọn họ là nhóm người thực lực thấp nhất tiến vào di tích trận tông, bị vây trong trận còn tốt, nếu gặp phải người khác, hầu như đều không thoát khỏi một chữ chết. Tiểu tinh tiến vào một trận pháp đầy lửa, còn sơn lý nhân tiến vào chính là ngọn núi của Úc Bách Hồi. Trúc khô tầng 2, thông đạo tiến vào tầng 3 đã xuất hiện trước mắt sở nam. Mà sau lưng hắn, gió không hề thổi, đá lớn không rơi, ngay cả vách núi đá cũng không thấy đâu nữa. Quan trọng nhất là tu vi của sở nam đã trở lại cảnh giới vũ thần, âm dương ngư trong đan điền xảy ra biến hóa. Thổ phách thu hết tất cả vào tầm mắt, trong lòng chấn động kịch liệt. Nếu ta lợi hại như đại nhân thì tốt rồi, nghĩ vậy, thổ phách theo sở nam tiến vào tầng 3. Tầng thứ 3, nước chảy ầm ầm là một trận pháp nước. Đúng lúc này, một thân ảnh bay tới, chềm về phía sở nam. Sở nam mày kiếm dương lên, làm như không thấy, nhưng lại nói với thổ phách, cơ hội tấn cấp thần tổ cảnh của ngươi đã tới, lập tức đánh ra binh trận quyền, chương 1718, ngươi xác định, bóng đen chém xuống, muốn chặt sở nam thành hai khúc. Binh trận quyền tỏa ra uy năng minh mông hung mãnh, khí thế dọa người, nhưng bóng đen kia không chút kinh hoàng, thậm chí còn cười lạnh, căn bản không coi binh trận quyền vào mắt. Sở Nam cũng sinh nghi, không hiểu vì sao người trước mặt vừa thấy hắn, không nói gì đã lao vào chém giết. Chẳng lẽ đây là kẻ thù sinh tử của ta? Chỉ có điều trên người bóng đen phát ra thủy chi khí tức khiến sở nam có phần nghi hoặc suy đoán của mình. Đúng lúc này, một trường kia va chạm với binh trận quyền. Nhưng va chạm mãnh liệt này không hề có tiếng nổ vang, bàn tay bóng đen kia như nước gặp đá, chia dòng, sau đó lại tụ hợp, bàn tay chia hai, sau đó tụ hợp lại, đánh về phía trái tim sở nam. Đi chết đi, bàn tay sắp đánh lên thân thể sở nam, ba chữ này truyền vào tay hắn, sở nam cười lạnh. Binh trận quyền có rất nhiều binh, muốn vây quanh người không chút vấn đề. Binh trận quyền bộc phát huy năng, nhất thời bóng đen cảm thấy như có thiên quân vạn mã ngăn cản đường tiến công của hắn. Bóng đen kia không ngờ là năng lượng công kích kia lại có thể phản công, so với hắn phân ra hợp kích chỉ hơn chứ không kém. Thế nhưng hiện giờ muốn thu chiêu căn bản là không thể, chỉ có thể đối kháng. Dù vậy bóng đen vẫn rất tin tưởng, quản hắn là thiên quân hay vạn mã, tất cả đều có thể hoa rơi nước chảy, thất linh bát tán. ầm. Um, tiếng nổ vang lên bóng đen lập tức cảm thấy không ổn uy năng kia không khiến hắn tách ra ngược lại càng thêm ngưng kết sao có thể như vậy trong lòng bóng đen kia không khỏi nghi vấn chợt nghe sở nam cười nói đánh vào đâu cũng được không nên đánh vào tim ta làm vậy khác nào ngươi tự đánh chính mình tại sao trái tim không thể đánh bóng đen hỏi trong lòng đột nhiên thấy ngực sở nam đột nhiên lõm xuống bóng đen tuy rằng trực giác dị thường nhưng cũng không muốn buông tha cơ hội này muốn thừa cơ uy năng bị hắn bắn ngược về sau, công phá phòng ngự. Ngực Sở Nam lập tức khôi phục lại bình thường, còn nhô cao lên. Lập tức, uy năng của binh trận quyền giống như mũi tên bắn ra, xuyên phá công kích hành thủy, trực tiếp đánh lên người đối phương. Bóng đen chịu thua, nhưng trước khi lui lại, hắn bộc phát ra uy năng. Bảo, thôn, Sở Nam liên tục quát, những uy năng kia không ngừng bị Sở Nam hút vào đan điền, bị âm dương ngư luyện hóa. Bóng đen thấy vậy, trợn mắt há mồm. Sở Nam từ trong năng lượng hành thủy nuốt vào cảm thấy có chút quen thuộc. Tại sao ta cảm thấy như vậy? Sở Nam hỏi một tiếng, một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu, nhớ tới Thủy Chi Hàn, nhớ tới thất trưởng lão thủy tộc, nhìn chằm chằm vào bóng đen, nói. Ngươi do thủy tộc phái tới hay sao? Đúng vậy, tiểu tử, thức thời thì giao tiên nghịch tặc kia ra, lại tự đoạn kinh mạch, ta có thể lưu một mạng cho người. Nghe bóng đen nói vậy sở nam liền hiểu, Hóa ra bóng đen này không phải là kẻ thù của hắn mà là kẻ thù của thần lai thủy hồn. Nghĩ lại mấy lần thủy tộc phái người tới đều dễ dàng tìm ra hắn, Sở Nam lẩm bẩm. Xem ra bọn chúng có thứ gì đó có thể tìm được thần lai thủy hồn, bằng không sao vừa vào còn chưa thấy mặt người kia đã lập tức tấn công. Xem ra cần thu lấy vật này, nghĩ vậy, Sở Nam lập tức lạnh lùng nói, tự đoạn kinh mạch, ngươi khẳng định, đương nhiên, trong này là không gian thủy trận pháp, ta có được thiên thời địa lợi nhân hòa người cho rằng có thể thoát khỏi sao bóng đen tự tin vô cùng lời của hắn nói là thực chẳng qua hắn chưa từng trải nghiệm qua thủ đoạn của sở nam sở nam vẫn không nói gì thổ phách liền quát dám vô lễ với đại nhân ngươi ăn tim gấu gan báo sao ngươi là ai đi không đổi tên ngồi không đổi họ thổ tộc thổ phách lần này thổ phách không có nói ra thân phận nhi tử tộc trưởng hắn hiểu nói ra khẳng định sẽ bị đối phương cười nhạo vì vậy còn không bằng khí thế một phen bóng đen nghe vậy sắc mặt trì trệ, thổ tộc và thủy tộc trời sinh không hợp nhau, dù sao thổ cũng khắc thủy. Bóng đen nhìn tu vị của thổ phách, trầm tĩnh nói. Thổ tộc thì sao, đây là địa bàn của ta, ở đây ta là lớn nhất, quả đấm của ta rất cứng rắn, giết người thổ tộc cũng không biết. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, nằm mơ đi, thổ phách nói xong, bóng đen liền ra tay, thổ phách vội vàng ra tay ngay cản, nhưng thủy tiến đánh tới gần hắn, biến thành nước lũ, tỏa ra uy năng pháp tắc mạnh mẽ, hơn nữa đối phương đã bước vào cánh cửa thứ hai, pháp tác trị ý, khí thế bá đạo tỏa ra. Lập tức, uy năng của thổ phách bị tiêu diệt, hắn lui lại phía sau, sắc mặt trắng bệch. Bóng đen thở vào một hơi, tuy tên thổ tộc này chưa chết, nhưng trong thời gian ngắn không thể tham chiến, như vậy muốn đối phó tên tiểu tử trước mặt dễ dàng hơn nhiều. Vừa rồi nếu hai người cùng xông lên, quả thực ta cũng sẽ gặp chút phiền toái. Thế nhưng hiện giờ, người nhất định phải chết. Bóng đen nói xong, định ra tay nhưng sở nam lại cười hỏi. Ngươi khẳng định đây là địa bàn của ngươi, ngươi thử nói xem, ta bảo không phải, sở nam lắc đầu, hào quang tay phải lóe lên trói mắt, cùng lúc đó, bóng đen hét lớn. Không thủy tàn sát bừa bãi, lần nữa ra tay, nước trong không gian trận pháp đều theo bóng đen, tấn công sở nam. Tướng trận quyền, đế trận quyền, trận quyền đoạt được từ trong tay người trẻ tuổi, sở nam từng chiêu từng chiêu đánh ra, dây dưa với bóng đen, cùng lúc đó hắn cũng bắt đầu phá trận đồng thời liên hệ với địa luân bàn hồn. Bóng đen mỗi lần công kích đều không thể mang lại tổn thương lớn cho sở nam, trải qua thời gian bắt đầu tức giận trong lòng. Nếu không phải di tích trận tông khiến chúng ta phân tán, mấy người đồng loạt ra tay, muốn chém giết hắn đã rất dễ dàng rồi. Lại quần chiến thêm một phút, sở nam ngày càng thuần thuộc trận quyền hơn, không hề sử dụng theo thứ tự nữa mà đánh loạn xạ, quyền phong hiển hách. Sở nam nhớ tới vũ kỹ loạn phong cương chảm, mày kiếm dương lên, dùng quyền làm kiếm, thi triển loan phong cương chạm một quyền mãnh liệt đánh ra bóng đen bị bước lui khuôn mặt càng thêm âm trầm pháp tác chi ý của ta đã đánh ra nhưng vẫn không hủy diệt được quả đấm của hắn binh trận quyền trong công kích có trận pháp nhưng cho dù có trận pháp cũng không thể khắc chế pháp tác chi ý mới đúng nếu bóng đen biết rõ sở nam có trận chi nghịch hồn thì sẽ có thể lý giải nhưng hiện giờ hắn càng nghĩ càng thêm mơ hồ thấy vậy sở nam lần nữa giết tới còn sở nam cũng đã bắt đầu chuyển động đánh đây một quyền đá kia một cước, giống như người điên. Tiểu tử này đang làm trò gì vậy? Bóng đen vừa mới nói ra lập tức đã phát hiện mảng nước lớn kia đột nhiên biến mất. Còn không đợi bóng đen kinh ngạc kêu lên, sự tình càng đáng sợ hơn lại xuất hiện trong tầm mắt hắn. chương 1719, Hải Huyền Quỳ Nhiêu, những nơi không có nước đột nhiên lộ ra đất, đúng là đất, bóng đen cảm thấy không ổn, trong không gian trận pháp nơi này tất cả đều là nước, cầu là nước, cột cũng là nước, bậc thang nước, ngoài trừ nước cũng chỉ có nước, ngay cả băng cũng không có. Nhưng hiện giờ chỉ trong chớp mắt, mảnh nước kia đã hóa thành đất. Bóng đen cũng không phải người ngu, sau khi khiếp sợ trong chốc lát, hắn nghĩ khẳng định là do tiểu tử trước mắt này phá trận pháp, một lần nữa bày ra thổ trận pháp. Trận pháp của hắn không ngờ đã đạt tới cảnh giới tinh thâm, có thể nói là hạ bút thành văn. Nghĩ vậy, bóng đen liền tự nhủ, không được, không thể cho hắn thời gian, phải nhân cơ hội hắn chưa biến nơi đây thành địa bàn, chém giết hắn tên nghịch tặc kia khẳng định trên người của hắn. Lúc này, bóng đen tấn công mạnh mẽ, khí thế như nước từ chín tầng trời trút xuống. Sở Nam cười cười với đối phương, hắn sớm đã chuẩn bị tốt, kinh mạch tốc độ chu thiên tuần hoàn 20 lần bộc phát ra, thân ảnh biến mất trước mặt bóng đơ. Kỳ thật, bóng đen cũng rất có ưu thế về phương diện tốc độ, thế nhưng so sánh với Sở Nam chẳng khác nào nhà giàu so với tỷ phú, không thể sánh nổi. Bóng đen không đuổi kịp Sở Nam, ánh mắt liền đảo sang nhìn thổ phách, muốn tìm thổ phách gây phiền toái nhưng lại nghĩ tới vừa rồi hắn đánh thổ phách phun máu sở nam không có ra tay thậm chí là không thèm nhìn một cái nghĩ vậy bóng đen khẳng định cho dù mình đánh chết thổ phách người nọ cũng không phản ứng gì nhưng nếu hắn ra tay với thổ phách nhất định sẽ chậm trễ thời gian trong lòng suy nghĩ thiệt hơn một chút bóng đen lại đánh về phía sở nam bóng đen toàn lực truy đuổi năng lượng phóng ra không dám có chút buông lòng cứ như vậy đuổi chừng một canh giờ bóng đen không chỉ đuổi không kịp ngược lại mệt ngất ngư cảm giác suy yếu dâng lên hắn lại nhìn sở nam phát hiện sở nam không chút thay đổi một chút dấu hiệu mệt nhọc cũng không có bóng đen sắc mặt càng thêm ngưng trọng âm trầm tu vị của hắn còn thấp hơn ta sao có thể nhiều năng lượng hơn ta hiện giờ đang suy tư đột nhiên bóng đen thấy sở nam ngừng lại đứng im không nhúc nhích dù cảm thấy kỳ quái nhưng hắn vẫn không thể bỏ qua cơ hội này miệng quát chẳng phải ngươi trốn sao sao không chạy nữa đột nhiên cảm thấy không có ý nghĩa đối phó với người cần gì phải phiền phức thời gian như vậy sở nam xoa nắm đấm kỳ thật vừa rồi chạy như điên trong một canh giờ hắn đã tìm hiểu trận pháp cũng coi như hiểu toàn bộ phá được những mấu chốt chỉ cần điểm mắt cho rồng lập tức nơi này sẽ có biến đổi lớn bóng đen không biết những điều này hắn bị sở nam chọc giận buồn cười người bị ta truy đuổi một canh giờ ngay cả rắm cũng không dám đánh hiện tại lại dám mạnh mồm như vậy đúng là không biết sống chết thủy chi pháp tắc tàn sát bừa bãi. Sát chiêu đánh ra, tấn công về phía sở nam, nhưng ngay lập tức sở nam tế ra đại chiêu. Âm dương long quyền, ngay lập tức, công kích liên tiếp không ngừng. Phá thiên quyền, diệt thiên quyền, chấn thiên quyền, chiều trạch quyền. Sở nam đánh toàn bộ những chiêu thức lợi hại ra ngoài, kể cả trận pháp nắm giữ được trong đồng nhân trận. Công kích của sở nam hiện giờ tốc độ nhanh hơn, tuy rằng bởi vì nguyên nhân thần hồn đan châu, sở nam không giao phó thủy hỏa pháp tắc, nhưng nhiều công kích hung mãnh kia như vậy cũng đơn giản phá tan đại sát chiêu kia đánh cho bóng đen lui lại hào tiểu tử năng lượng thực cuồng bạo đây không phải năng lượng một thượng tổ cảnh có thể có quả thực là có thể liều mạng với cường giả thần tổ cảnh hơn nữa năng lượng này pha tạp nhưng lại không loạn không hề khiến uy năng giảm sút ngược lại còn được tăng cường đây là do nguyên nhân trận pháp bóng đen kinh hãi đây là lần chiến đấu đầu tiên hắn cảm giác được công kích của đối thủ mãnh liệt chấn động đến vậy hắn giờ chẳng khác nào một con thuyền nhỏ bóng đen tức giận quát lớn ta không tin công kích như vậy ngươi vẫn có thể đi ra ta thỏa mãn ngươi thân ảnh sở nam vào tới trước mặt bóng đen dùng loạn phong cương chảm đánh tất cả công kích lúc trước ra ngoài bóng đen kiệt lực ngăn cản nhưng vẫn bị trọng thương máu tuôn ra không ngừng hắc ảnh bóng đen giờ đã hóa thành huyết ảnh trong vòng mấy hơi thở bóng đen nằm trong một vũng nước căm tức nhìn sở nam ngươi đã chọc giận ta rồi ta còn sợ ngươi không giận đầu ngón tay sở nam giấy lên một ngọn lửa tuy rằng chỉ một ngọn lửa nhỏ, nhưng bóng đen không hiểu tại sao lửa giận trong lòng lại lớn hơn. Hắn không cẩn thận suy nghĩ, ngược lại càng tức giận hơn, hơn nữa, thủy khắc hỏa, hành hỏa công kích, hắn không sợ. Máu trong người bóng đen không chút thương tiếc chảy ra ngoài. Lúc này, nước trong không gian trận pháp nhanh chóng hóa thành một biến máu đỏ tươi, tất cả nước đều trở nên giống máu. Tiểu tử, cho dù thực lực giảm xuống ta cũng muốn chém chết ngươi. Bóng đen cười dữ tợn, trong nụ cười, thân thể bóng đen phát nổ mắt sở nam lóe lên tinh quang, chứng kiến thay thể thân thể bóng đen là một thân thể càng khổng lồ hơn, đó không phải là thân thể nhân loại, mà giống như thân thể ma thú. Liệt hải huyền quỳ nghiêu, bóng đen hét lớn một tiếng, thân thể thổ phách run rẩy dữ dội. Uy danh của liệt hải huyền quỳ nghiêu hắn đã được nghe, đó là một trong thập đại hung thú thủy tộc, hơn nữa nghe đồn người có thể hóa thành thập đại cổ hung thú đều thuộc thế lực bí ẩn nào đó của thủy tộc. Bóng đen nói, tiểu tử, người lợi hại nữa cũng có thể đánh bại liệt hải huyền quỳ như sao. Nói xong, đầu bóng đen phát sinh thay đổi, một chiếc sừng từ đầu dài ra. Sở Nam chứng kiến điều này, quay đầu nói với thổ phách. Trong tộc các người có bí pháp hóa thân ma thú không? Có, nhưng thực lực của ta quá kém, không đủ tư cách. Không sao, rất nhanh người sẽ có tư cách. Đại nhân, liệt hải huyền quỳ như không đơn giản, nghe đồn sau khi hóa thân thành hung thú, thực lực sẽ tăng lên không chỉ ba lần, vả lại sở nam khoát tay bảo thổ phách dừng lại nói với bóng đơ người xác định ngươi có thể hóa thân thành liệt hải huyền quỳ nghiêu đã có kinh nghiệm hai lần trước ánh mắt bóng đen lạnh như băng quát hỏi ngươi muốn làm gì lúc này trên đầu bóng đen đã có hai sừng thân thể hoàn toàn hóa thành liệt hải huyền quỳ nghiêu đôi chân đã biến thành bốn chân ngươi nói không có nước ngươi sẽ thế nào không thể nào bóng đen giống lớn không tự chủ nghĩ tới hình ảnh nước hóa đất lập tức điên cuồng hấp thu máu huyết muốn hoàn toàn hóa thành cổ hung thú liệt hải huyền quỳ nghiêu mà đúng lúc này sở nam điểm về phía trước gợn sóng lăn tăn chân pháp hiện ra rút dây động rừng nhất thời nước biến mất đất hiện ra